Người nghe một câu chuyện có thật về tôi nhé. Tôi là Trần Huyền, 26 tuổi, là một tác giả viết tiểu thuyết. Tôi cũng mới tập tành viết được hơn một năm nay thôi, nhưng tôi lại được độc giả hưởng ứng rất nhiệt tình và tôi cũng đã có mấy quyển truyện mang tên của mình. So với mọi người, tôi cũng thấy tự tin về bản thân mình. Vì còn ít tuổi, nhưng tôi đã có một shop mỹ phẩm nhỏ của riêng và những lúc rảnh rỗi tôi lại viết tiểu thuyết để kiếm thêm thu nhập và cũng có một chút tiếng tăm để mọi người biết tới. Và tôi cũng có một tình yêu đẹp như bao nhiêu người khác. Người yêu của tôi là Quang, trưởng phòng kinh doanh của một công ty lớn. Và sau 3 năm yêu nhau thì chúng tôi đã kết thúc bằng một đám cưới. Trong thời gian yêu nhau, tôi cũng thường xuyên đến nhà người yêu chơi. Lúc đó bố mẹ anh và hai cô em gái của anh sống ở bên nước ngoài nên chúng tôi cũng ít gặp mặt. Vì ít gặp nên tôi thấy mọi người rất thoải mái, lại sống ở phương Tây lâu rồi nên tính cách cũng thoáng lắm. Nhưng cưới xong thì gia đình anh ấy đã bàn bạc quyết định về nước và sống cùng vợ chồng tôi. Tôi xin giới thiệu một chút để mọi người biết, đọc cho dễ hiểu nhé. Bố chồng tôi tên là Hùng, 52 tuổi. Ông là giáo sư, còn mẹ chồng tôi tên là Ngọc, 30 tuổi. Mẹ kế của chồng tôi vì mẹ đẻ của chồng tôi mất sớm ở nhà nội trợ. Đứa em chồng lớn tên là Kim, 22 tuổi, mới học xong và chưa đi làm gì cả. Còn đứa em nhỏ tên là Ánh, làm ca sĩ tự do và thường hát ở phòng trà. Lúc mọi người dọn về sống cùng tôi và Quang, tôi thấy khá là bất tiện vì tôi đang quen với cảnh nhà chỉ có hai vợ chồng. Thích ăn gì thì ăn, ăn cơm ở nhà thì ăn, không thì hai vợ chồng lại lượn ra quán nhàn tênh. Chắc mọi người cũng hiểu, người viết tiểu thuyết bao giờ cũng ngôn lù và lãng mạn đúng không ạ? Và tôi cũng như vậy. Đầu óc của tôi lúc nào cũng bay bổng, có lúc trầm, có những lúc lại cực kỳ nghiêm túc. Chồng tôi quen tôi mấy năm nên anh hiểu tính cách của tôi, anh cưng chiều tôi lắm. Đi làm ở cơ quan về nhà là anh lại phụ tôi làm việc để tôi có nhiều thời gian viết lách hơn. Nhưng những ngày tháng tươi đẹp ấy không được bao lâu thì gia đình nhà chồng tôi về đoàn tụ. Chồng tôi vui lắm vì anh sống xa bố mẹ và các em đã rất lâu rồi nên anh đã dọn dẹp nhà cửa, dọn dẹp từng phòng một để đón mọi người trở về. Mời tiếp xúc. Nhưng tôi thấy bố mẹ chồng tôi khá là dễ tính. Bố chồng tôi ít nói, rất điềm đạm. Ông không nói nặng lời với ai bao giờ. Mẹ chồng tôi thì thoải mái lắm, lại còn trẻ tuổi, nên cách suy nghĩ của bà rất xỉ tin. Nhất là khu ăn mặc, bà còn sang điệu hơn cả tôi và hai cô em chồng. Ánh thì đi hát liên tục, nên tôi chưa có dịp nói chuyện nhiều. Còn riêng Kim thì khó tính vô cùng. Chính vì khá khó tính, nên Kim không thể làm việc ở bất cứ đâu cả. Vì Kim cứ xin việc ở cơ quan nào là y như rằng hai ngày sau, Kim ở nhà, không đi làm nữa. Với lý do công ty không đạt chuẩn, giám đốc khó tính, nhân viên làm cùng chảnh chó, hai môi trường làm việc không sạch sẽ, vân vân và mây mây. Kim mới ra trường, không biết có tài giỏi xuất chúng gì không, nhưng cô lại đặt ra cho mình một tiêu chí rất cao, nên cho tới bây giờ, Kim vẫn ở nhà, bố mẹ nuôi. Tôi rất bận việc ở shop và viết tiểu thuyết. Nhưng tôi vẫn luôn phụ với mẹ chồng tôi làm việc nhà và phụ bà cơm nước. Còn Kim thì mặc dù rất nghiệp ở nhà, nhưng không bao giờ nó mó tay vào bất cứ một việc gì, dù là một việc rất nhỏ nhặt như là quét nhà hay mang túi rác thả vào thùng rác. Ngoài những lúc Kim đi đàn đúm với bạn bè xa, thì Kim thường nằm dài ở ghế sofa và sai bất cứ ai đi qua lấy hộ đĩa hoa quả hay lấy hộ cốc nước lạnh. Ăn hoa quả xong, có mỗi cái đĩa cũng không mang xuống bếp được. Thấy tôi đi qua tiện mồm, Kim nhở luôn. Chị Huyền, mang hộ em cái đĩa xuống bếp với. Tôi gật đầu. Để chị mang. Mang đĩa xuống bếp, tôi rửa và xếp lên chạn xong. Tôi đi lên thì Kim vẫn đang nằm ở đó. Chị lấy hộ em cái tằm với. Ăn quả táo mà mắc cả vào răng, bực ghê. Tôi thấy hơi khó chịu về mức độ tiện thể của Kim. Nhưng tôi nghĩ, thôi thì cái việc nhỏ nhặt này cũng không có gì là nặng nhọc cả. Tôi cầm hộp tăm đưa cho Kim. Kim lấy một cái tăm ra xỉa rồi đưa hộp tăm lại cho tôi. Chị cắt giùm em luôn với. Tôi cắt hộp tăm định đi lên phòng thì. À, chị là hộ em cái áo trắng kia với. Là luôn nhé, sáng mai em mặc đi phỏng vấn đấy. Đúng lúc đó thì bố chồng tôi đi ra. Mai con gái đi phỏng vấn à? Chúc con thành công nha. Kim thở dài. Phỏng vấn sẽ thành công rồi. Nhưng mà con e là con không thể làm ở đó được bố à? Sao thế con? Con nghe bạn con nói,
cái chị quản lý bị viêm xoang bố ạ. Mà con làm cùng với những người như thế thì con kinh lắm. Rồi bạn con còn bảo chị ấy lười lắm, đều sai nhân viên mới làm hết việc này đến việc kia thôi. Nghĩ thôi đã thấy chán rồi bố ạ. Bố chồng tôi khẽ động viên. Thì mình là người mới, phải chấp nhận khổ chứ con. Có con đường nào là chạy sẵn thảm đỏ đâu con gái. Bây giờ vất vả một chút, sau này sẽ là vinh quang mà con. Kim nghe thấy vậy thì bĩu môi. Con cái bố thông minh xinh đẹp, phải làm ở một nơi cao sang chứ. Làm sao con có thể làm ở những nơi tầm thường như vậy được. Nhưng con cứ thử cho vui thôi bố ạ. Tôi thấy Kim nói hay quá, nên tôi thấy mình ở đó không hợp. Tôi lên nhà và mang cái áo trắng của Kim đi là. Mẹ chồng tôi đi qua thì cất tiếng hỏi. Vẫn chưa ngủ à? Dạ, con chưa ạ. Mẹ chồng tôi vào ngồi nói chuyện một lúc. Nhà mình đông người nên nhiều cái bất tiện. Nên có gì thì con cứ nói thẳng thắn, góp ý với mọi người nhé. Đừng để trong lòng con ạ. Tôi khẽ gật đầu. Dạ vâng, con biết rồi ạ. Thấy tôi là áo trắng, mẹ chồng tôi lắc đầu. Con là áo cho cái Kim đó hả? Nó cứ bày vẽ thế thôi, chứ phỏng vấn xong nó lại ở nhà không đi làm đâu. Cái tính nó khác người lắm, không ai làm cho nổi đâu. Mẹ chồng nói chuẩn thật, sau khi Kim phỏng vấn thành công, đã hành lịch đi làm thì quên tin bố còn ở nhà, với lý do cực kỳ thuyết phục là không hợp phong thủy. Sau một tháng, kể từ ngày cả nhà dọn về sống chung, thì gia đình tôi bắt đầu đảo lộn. Mọi người nghĩ xem, tôi có thể bình thường được không? Khi sống cạnh một ông bố chồng chiều con hết mực, bà mẹ chồng trẻ, xanh điệu đua đòi. Cô em chồng thì lười nhác và khác người nhất hệ mặt trời. Còn cô em út thì khiến cả gia đình sống trong bất an. Đã hơn một tháng trôi qua, kể từ ngày đại gia đình chồng tôi về đoàn tụ với vợ chồng tôi cũng đã quen dần với việc nhà cửa lộn xộn và quen dần với việc phải đi theo sau để dọn dẹp những thứ mà Kim bày ra. Tôi phải dọn dẹp nhà cửa nhiều hơn, ra dỗ nhiều hơn, nên tôi ít viết lách tiểu thuyết hơn. Các độc giả thì cứ nhắn tin hỏi tại sao mà đợt này tôi không viết. Tôi cũng buồn lắm, nhưng vì bận quá nên tôi không viết được. Thời gian đầu có mẹ chồng tôi cùng làm việc nhà, đó mới là về nước, nên mẹ chồng tôi chưa bắt sóng được. Còn bây giờ thì mẹ tôi đã có những người bạn mới, và mẹ chồng tôi đi chơi cùng các bạn thường xuyên, nên việc nhà chồng tôi đều để phần cho tôi hết. Sáng sớm tôi dậy đi chợ mua thức ăn cho cả nhà, rồi tôi mới tới shop mỹ phẩm. Tối về tôi lại tất bật cơm nước, dọn dẹp giặt giũ. Hôm nào mẹ chồng tôi có ở nhà thì đỡ, còn không thì tới tận 9 giờ tôi mới dọn dẹp xong. Lúc đó người tôi đã mỏi như rồi, leo lên giường là tôi ngủ không biết gì luôn. Cả ngày tôi không viết nổi một chữ và cũng không còn một chút cảm hứng nào để viết nữa. Tôi mệt nên có nói với chồng, bảo chồng tôi lựa lời nói với Kim để em ý ở nhà rảnh thì nấu cơm hộ tôi. Chồng tôi gật đầu và sang phòng Kim bảo Kim, rồi anh về nói với tôi là Kim đã đồng ý. Tôi nghĩ chuyện này là rất bình thường vì hiện tại Kim không đi làm chỉ ở nhà chơi. Thậm chí Kim cũng không mấy khi đi ra khỏi nhà, trừ khi bắt buộc phải đi ra ngoài thì Kim mới đi. Mặc dù mới 23 tuổi, nhưng Kim y như là bà già. Chính vì suốt ngày Kim ở nhà ôm cái máy tính, ít ra ngoài, nên gu ăn mặc của Kim khá tệ dở và tính thì càng ngày càng khó hơn. Cộng với việc không có người yêu, nên Kim càng càng bà già. Những ngày hôm sau thì mọi chuyện vẫn y như vậy. 5 giờ tôi về thì nhà cửa vẫn chưa dọn, cơm chưa nấu. Kim vẫn ở trên phòng đóng kín mít. Tôi thở dài một cái, rồi xắn tay áo lên và nhặt cháo đi nấu cơm. Cơm đã chín, mọi người đã về hết, tắm giặt xong xuôi. Tôi dọn cơm ra rồi mà Kim vẫn chưa ra khỏi phòng. Tôi lại đi lên tận nơi để gọi. Kim ơi, xuống ăn cơm đi em. Tiếng Kim nói vọng ra. Vẫn còn sớm mà. 7 giờ rồi còn sớm gì nữa. Thế thì mọi người cứ ăn trước đi, lát em ăn sau. Đến 9 giờ tối khi tôi đang phơi quần áo, thì Kim mới lững thững đi xuống ngồi ăn. Ăn xong có cái bát và đôi đũa thôi, mà Kim cũng không rửa, cứ để nguyên ở trên bàn, rồi nó lại đi lên phòng tiếp. Đợt này bố chồng tôi đi công tác, nên mẹ chồng tôi ở nhà làm loạn. Sau khi ăn cơm tối xong, mẹ chồng tôi chạy xuống gọi tôi, vì tôi còn đang dọn bếp. Huyền ơi, không dọn nữa, lên đây mẹ nhờ một chút. Có chuyện gì vậy mẹ? Chờ con một lát nữa, con đang rửa tay. Mẹ chồng tôi kéo tôi lên phòng. Nhanh lên, mẹ đang vội mà. Dọn tí nữa sao cũng được mà con. Lên đến phòng, mẹ tôi mở tủ quần áo ra rồi hỏi tôi. Con xem mẹ mặc cái đầm này,
Thế nào? Cái nào cũng đẹp, mẹ mặc cái nào cũng được mà. Thử ra thử vào mấy cái đầm thì mẹ chồng tôi cũng chọn được một cái đầm sexy hở bào. Nhưng phải công nhận rằng mẹ kế của tôi đẹp bốc lửa và sành điệu kinh khủng luôn. Còn cô em chồng tên Kim thì càng ngày càng giống bà già. Mẹ đi đâu mà ăn mặc đẹp thế hả? Mẹ đi ba chơi với mấy người bạn. Cũng lâu rồi mẹ không đi ba chơi. Hào hức thật đấy. Tôi khẽ bảo. Mẹ đi chơi về sớm nhé. Mà mẹ không sợ bố con biết sao? Mẹ chồng tôi nghe thấy thì cười. Bố con biết cũng không sao con ạ. Trước khi chưa cưới đỡ nước ngoài, mẹ cũng đi suốt thôi. Lúc chưa cưới bố con, mẹ làm ở ba mà. Bố con dễ tính lắm. Trước mẹ còn rủ bố con đi ba chơi nữa đó. Trời đất, còn có chuyện đó nữa sao ạ? Tất nhiên rồi. Nếu bố con không dễ tính như vậy thì mẹ sẽ không lấy bố con đâu. Cũng đúng, bố chồng tôi rất dễ tính mà. Mẹ chồng tôi trang điểm rồi xịt nước hoa thơm phức, gọi taxi đến ba vui chơi cùng các bạn. Tôi nghĩ bụng, mẹ chồng tôi mới 30 tuổi mà, nên mẹ vẫn còn mải chơi cũng phải. Dọn dẹp xong cũng hơn 9 giờ, tôi vào cốc cà phê uống cho tỉnh táo rồi ngồi vào bàn viết. Viết xong một tập, tôi nhìn đồng hồ, đã 12 giờ đêm rồi, mà mẹ chồng tôi vẫn chưa về. Tôi thấy hơi lo nên gọi điện, nhưng mẹ chồng tôi không bắt máy. Tôi gọi lại lần nữa thì mẹ tôi bắt máy, tiếng nhạc ầm ĩ. Alo, mẹ vẫn chưa về ạ? Alo, ở đây ổn lắm, không nghe thấy gì đâu. Rồi mẹ chồng tôi tắt máy luôn. Tôi mới nhắn tin. Muộn rồi, về thôi mẹ ơi. Nhưng không thấy mẹ tôi trả lời. Tôi lại không yên tâm nên cứ ngồi viết tiếp để chờ mẹ tôi. Phải đến gần 2 giờ sáng, mẹ chồng tôi mới về. Tôi nghe thấy tiếng chuông liền chạy xuống mở cổng. Sao mẹ về muộn thế ạ? Lại say rồi ạ? Mẹ chồng tôi say khướt, giọng lè nhè. Vẫn sớm mà con. Hôm nay gặp lại mấy người bạn xưa nên mẹ uống hơi nhiều. Nhưng mẹ vẫn chưa say đâu. Tôi dìu mẹ chồng lên phòng. Mẹ chồng tôi say rồi nôn hết ra nhà. Mùi chua không thể chịu nổi. Tôi đỡ mẹ nằm lên giường, lấy khăn lau mặt mũi cho mẹ, rồi đeo khẩu trang và dọn đống mẹ nôn ra. Chồng tôi mấy tiếng động nên tỉnh dậy và đi sang ngó vào. Mẹ say à em? Dạ. Nhưng anh đừng nói với bố chuyện này nhé, không bố lại lo. Chồng tôi cười và trả lời rất bình thản. Anh biết rồi. Em dọn cho nhanh còn đi ngủ nữa, không là muộn rồi đó. Tôi ngạc nhiên khi thấy thái độ của chồng tôi. Sao anh lại dễ tính đến vậy? Chẳng lẽ dễ tính cũng là do di truyền ư? Bố chồng tôi dễ tính, giờ chồng tôi cũng dễ tính không kém. Vậy mà vừa nãy tôi còn lo chồng tôi biết anh sẽ tức giận chứ. Dọn dẹp xong xuôi tôi đi về giường ngủ thì nhìn lên đồng hồ cũng đã gần 4 giờ sáng. Nằm được một lúc thì chuông báo thức loạn đeo lên ầm ĩ. Tôi lại vội vàng dậy đi chợ để nấu bữa sáng cho cả nhà. Ăn sáng xong, chồng tôi đi làm trước. Trước khi đi, anh hỏi tôi. Mẹ vẫn chưa dậy à em? Dạ, mẹ vẫn đang say mà. Thế thì em pha cho mẹ cốc nước cam nhé. Uống nước cam giúp mẹ nhanh tỉnh hơn đấy. Tôi ngạc nhiên khi thấy chồng tôi quan tâm mẹ như vậy. Nhưng tôi nghĩ đơn giản là quan tâm rất bình thường thôi. Kim ngồi ăn không nói gì cả. Đến lúc chồng tôi đi rồi, nó mới bĩu môi. Đúng là người yêu cũ có khác, quan tâm thế. Mình mà sai vậy thì nó đòn với ông ấy rồi. Tôi nghe thì ù ù cạc cạc. Cái gì mà người yêu cũ? Em nói vậy là sao? Kim đứng dậy đi lên phòng. Nó vừa đi vừa lẩm bẩm. Thì mẹ Ngọc là người yêu cũ của anh Quang. Trước yêu nhau mấy năm rồi chia tay. Thì giờ bà Ngọc lại trở thành mẹ kế của chúng ta chứ sao? Nghe Kim nói mà tôi giật mình. Thì ra mẹ kế của chồng tôi lại là người yêu cũ của anh ấy. Họ từng yêu nhau mấy năm ư? Tôi nghe mà thấy hoang mang quá. Tôi mới đi theo Kim lên phòng, hỏi nó cho rõ ràng. Kim ơi, em nói rõ cho chị nghe đi. Có phải là em đang nói đùa chị không? Kim nhăn mặt. Em đùa chị thì em được cái gì đây? Đó hoàn toàn là sự thật chị nhé. Trước kia anh Quang với mẹ Ngọc học cùng nhau đó. Yêu nhau 3 năm cấp 3 xong, anh Quang đỗ đại học. Đi học xa thì mẹ Ngọc ở nhà yêu người khác. Và chẳng hiểu sao giờ lại trở thành mẹ kế của chúng ta. Đấy, chuyện là như thế đấy. Nhưng em cũng thấy bình thường mà, chẳng có gì to tát cả. Tôi nghe thấy vậy thì hơi buồn. Thế mà anh ấy không nói với chị gì cả. Kim cười. Chắc là anh ấy không muốn chị lo nghĩ linh tinh nên mới không nói thôi. Mà chuyện cũng đã qua lâu rồi, chị cũng cho qua đi. Nhà mình đang yên đang ấm. Chị có hiểu em nói gì không đấy? Ừ, chị hiểu mà. Tôi đi về phòng rồi cứ ngồi đơ ra đó. Tôi ngồi suy nghĩ miên man. Một lát sau thì Kim đi qua,
nó liền ngó vào. Hôm nay chị không ra quán à? À, chị có. Thế sao giờ còn chưa đi? Bát cũng chưa rửa luôn rồi đấy. Cũng gần 10 giờ rồi đấy này. Tôi mới ngới người ra nhìn đồng hồ. Đã gần 10 giờ thật rồi. Nên vội vàng, luống cuống. Thôi chết, chị quên mất rồi. Làm sao mà chị lại quên mất nhỉ? Đúng là não cá vàng. Thế rồi tôi vội thay quần áo chạy ra cửa hàng. Tôi bảo Kim. Kim ơi, em rửa bát hộ chị với nhé. Chị phải ra cửa hàng ngay. Sáng nay chị hẹn với khách mà chị lại quên bén mất. Kim nó lử mắt nhìn theo tôi. Em mà rửa bát hộ chị á? Em ném hết vào thùng rác đấy, ở đó mà rửa à? Chiều về, bát bẩn vẫn nguyên ở trên bàn. Kim đang nằm chơi game, mặt trông căng thẳng, chẳng khác gì là nó vừa thua. Tôi nhìn đống bát bẩn rồi hỏi. Em không rửa bát hộ chị à? Ở nhà có làm gì đâu mà không rửa hộ chị mấy cái bát nữa. Nó vừa chơi game vừa lẩm bẩm. Nói ít thôi. Em mà thua ván này thì em ném hết bát đi đấy. Tôi thở dài rồi xuống bếp rửa bát nấu cơm. Nhờ nó chỉ mất công mà thôi. Vậy thì tôi tự làm luôn cho xong. Đang nấu cơm thì mẹ kế tôi đi xuống. Con về rồi à? Có cần mẹ giúp gì không? Tôi khẽ lắc đầu. Con nấu cũng sắp xong rồi đây. Mẹ đỡ mệt chưa ạ? Mẹ chồng tôi khéo mồm lắm. Bà nói. Mẹ đỡ nhiều rồi con ạ. Con vất vả rồi. Lần sau mẹ sẽ không uống say nữa đâu. Cảm ơn con nhiều nhé. Tôi gật đầu. Dạ, không có gì ạ. Tự dưng nhìn thấy mẹ kế, tôi lại thấy bất an. Mẹ kế tôi vừa đẹp, vừa quyến rũ, lại còn ăn nói có duyên. Ăn mặc thì gợi cảm, đẹp từ đầu tới chân, lại là người yêu cũ của chồng tôi, giờ lại sống chung một mái nhà với chồng tôi nữa. Càng nghĩ tôi lại càng thấy lo lắng hơn. Mẹ kế đặt bàn tay lên vai tôi rồi ân cần hỏi. Còn sao thế? Người khó chịu ở đâu à? Tôi lắc đầu và quay mặt đi. Còn không sao, mẹ lên phòng nghỉ đi ạ. À, thế mẹ lên phòng đây. 7 giờ rồi, nhưng chồng tôi bận công việc nên chưa về. Tôi định dọn cơm cho mẹ kế và Kim ăn trước. Tôi lên gọi Kim thì Kim bảo ăn sau, vì Kim đang còn bận chơi game. Tôi sang gọi mẹ Ngọc thì thấy mẹ Ngọc đang thay đồ. Trên người mặc mỗi cái quần chip, mẹ đứng ngắm trước gương. Nhưng cửa phòng thì mở toang ra. Ơ, sao mẹ không đóng cửa lại? Nhỡ ai thấy thì sao ạ? Mẹ Ngọc quay người rồi cười tươi. Thì mẹ thấy có 3 người nhà, nên mẹ mới không đóng cửa đó. Đều là bạn bà cả thì ngại gì. Có thấy cái váy này có đẹp không? Tôi chép miệng. Dù vậy thì mẹ có phải đóng cửa lại chứ. Nhỡ có ai lên bất chợt thì họ sẽ nhìn thấy đó. Mẹ phải biết giữ ý một tí chứ. Mẹ Ngọc xẻo miệng. Thôi mà, con vào đây với mẹ nào. Cười lên một cái đi. Mẹ sẽ không làm như vậy nữa, được chưa nào? Tôi thở dài. Dạ vâng. Cái đầm đó đẹp đó mẹ. Thế hả? Mẹ sẽ mặc đi dự tiệc đấy. Tối nay mẹ không ăn cơm ở nhà nhé. Vâng. Mẹ đi thì nhớ uống ít thôi mẹ nhé. Tôi đi giặt đồ rồi chờ chồng về ăn cơm luôn. Nhưng mãi chồng tôi mới về. Anh thấy tôi ngồi chờ anh thì anh hỏi. Em chưa ăn cơm à? Sao không ăn đi? Dạ, em chờ anh về ăn cơm mà. À, anh quên mất. Anh đi ăn cùng với đối tác luôn rồi. Thôi, em ăn đi, anh lên tắm đây. Tôi buồn, nhưng biết làm sao được. Chồng tôi bận nhiều việc nên anh quên là chuyện thường mà. Lúc đi ngủ tôi liền đánh liều hỏi chồng. Em hỏi anh chuyện này có được không? Ừ, em hỏi đi. Tôi nghe thấy thì ngập ngừng. Mẹ Ngọc là người yêu cũ của anh có đúng không? Chồng tôi thoáng bối rối. Sao em biết vậy? Anh đã cố gắng bí mật để cho em không suy nghĩ linh tinh, vậy mà em đã biết rồi à? Tôi xị mặt ra. Thấy tôi buồn, chồng tôi ôm tôi nịnh. Cái tình yêu bọ xít thì nói gì đến hả vợ? Với lại chuyện đã qua cũng từ rất lâu rồi. Giờ mình chỉ quan tâm tới hiện tại và tương lai thôi. Quá khứ cứ để nó chìm vào đi quên lãng vợ ạ. Nhưng mà bây giờ... Chồng tôi hiểu ý tôi định nói gì. Anh ôm tôi vào lòng rồi hôn lên trán tôi. Anh hiểu vợ đang lo lắng điều gì. Nhưng anh xin đảm bảo với vợ rằng giờ anh và mẹ Ngọc là mẹ con, chứ không phải là cái gì khác. Vợ phải tin anh chứ. Anh thề, anh hứa, anh đảm bảo với vợ luôn. Tôi gật đầu vì tôi tin tưởng anh. Với lại tôi và anh đã yêu nhau hơn 3 năm rồi, mới cưới. Trong khoảng thời gian đó anh chưa làm điều gì có lỗi với tôi, nên tôi tin anh và gạt bỏ những suy nghĩ tiêu cực trong đầu. Thời gian trôi qua, vì công việc bận rồi, việc nhà nên cái gì cũng đến tay. Tôi dần dần quên đi chuyện đó.
Dạo này bố chồng tôi đi công tác thường xuyên, nên mẹ chồng tôi buồn buồn, thấy tôi ngồi cặm cụi viết lách, mẹ Ngọc bảo. Lại viết với lách, còn không thấy mệt hay sao mà cứ viết suốt ngày thế? Dạ, con cũng mệt lắm, nhưng vì mọi người đang chờ con nên con phải cố ạ. Cố nó vừa thôi, chồng con đợt này xuống sắc rồi đấy, không biết chăm sóc bản thân, rồi chồng nó đi theo gái lại ngồi đó mà khóc. Câu nói của mẹ chồng tôi rất đáng để suy ngẫm. Tôi gật đầu. Dạ vâng, thưa mẹ. Mẹ chồng tôi cười sáng mãnh rồi nói. Ê, đi bà cùng mẹ không? Thôi con không đi đâu ạ, mẹ cứ đi đi ạ. Nhưng mẹ chồng tôi nhất quyết lôi tôi đi bằng được. Và rồi tôi tặc lưỡi, mình chưa đi ba bao giờ, lần này đi chơi lớn một lần thử xem sao. Mở tủ ra, tôi không có cái váy nào cả, đều là quần bò với áo phông, nên mẹ chồng tôi lấy một cái váy đưa cho tôi. Đây, con mặc cái váy này đi, mẹ mặc hơi chật, có lẽ là con mặc vừa đấy. Tôi liền mặc thử chiếc váy của mẹ mặc vào, rất là vừa, nhưng vì nó hở ngực nhiều quá, lại ngắn cún cỡn, nên tôi quyết định cởi nó ra. Cuối cùng thì tôi quyết định mặc quần bò và áo phông đi bà cùng với mẹ chồng. Thế còn không có giày cao gót à? Tôi gãi đầu. Thôi, con đi giày thể thao cũng được à mẹ? Mẹ chồng tôi lắc đầu rồi bảo. Trời đất, con càng ngày càng giống con Kim rào khoám nhà mình rồi đấy, Huyền à. Tại bà lớn nhất trong trung tâm thành phố, mẹ tôi và hai người bạn của mẹ ăn mặc trang điểm đậm đang lắc lư theo điệu nhạc. Còn tôi thì lần đầu đi bà, nghe nhạc cứ oang vang cả đầu, đầu tôi cứ sần sật, tim đập cứ thình thịch. Mẹ Ngọc cầm lấy ly rượu rồi đưa cho tôi. Bà nói, chào mừng con đến với hội bay của mẹ. Nào, tất cả chúng ta cùng cạn ly nào. Tôi gãi đầu. Con không biết uống rượu mẹ ơi. Mẹ và mọi người cứ uống đi ạ. Hai người bạn của mẹ Ngọc cứ nhìn tôi từ đầu tới chân với ánh mắt ái ngại. Một người ghé vào tai tôi hỏi, Cưng ở đâu tới thế? Lần đầu đi ba hả? Tôi gật đầu. Dạ, rồi chị ấy lại cười. Bảo sao đi ba chơi mà em lại ăn mặc như là đi tập thể dục ấy. Tôi gãi đầu gãi mặt, ngu dã man luôn. Mà cũng đúng thật, tôi đảo mắt một vòng, đều thấy các chị tầm u 30-50, ăn mặc hở hang, trang điểm lè loẹt. Chỉ có mình tôi trông lệch sóng quá. Nhưng kể thôi, vì tôi cũng không thích ăn mặc giống các chị ấy. Mà tôi cũng thấy lạ, là cái quán ba hạng sang này lại có rất nhiều các chị già, tầm tuổi như mẹ Ngọc của tôi là trẻ nhất, còn lại chỉ thấy các cô, các chị u 40-50 thôi. Và nhân viên phục vụ đều là các anh đẹp trai, ăn mặc tóc tai bảnh bao, y như là diễn viên Hàn Quốc. Và các anh đẹp trai thường đi tới mời rượu các chị, rồi còn ôm hôn các chị nữa, rồi còn lấy số điện thoại của nhau nữa. Thế mà tôi cứ tưởng chỉ có đàn ông đến ba chơi mới tìm đến gái gú, hóa ra đàn bà đến ba chơi cũng để tìm trai. Tôi từng đọc mấy bài báo về những quán bar dành riêng cho các quý bà quý cô. Nhưng mẹ Ngọc tôi có chồng đàng hoàng, tại sao lại tới những nơi như thế này nhỉ? Mẹ Ngọc đưa cho tôi một ly rượu rồi nói, uống đi con, không là người ta cười mình là gái quê đó. Tôi tặc lưỡi, uống thì uống, rồi tôi làm một hơi hết luôn ly rượu. Mẹ Ngọc và hai người bạn của mẹ vỗ tay hoan hô tôi, còn mẹ Ngọc đưa lại cho tôi một ly nữa. Tiếp đi con, rượu ở đây rất ngon, đúng không? Tôi mới uống một ly mà mặt đã nóng lên, rồi tôi gật đầu. Dạ, ngon ạ. Tôi cầm ly rượu lên và làm một hơi hết luôn. Mẹ Ngọc lại vỗ tay hoan hô tiếp. Hết ly rượu thứ hai, tôi bắt đầu thấy chóng mặt rồi lại thấy buồn nôn, nên tôi đi vào phòng vệ sinh. Bạn của mẹ Ngọc hỏi, ê, mày lôi con nhỏ đó ở đâu ra thế? Nó quê mùa kinh khủng luôn ấy. Chẳng lẽ nó đến từ Sa Hòa à? Mẹ Ngọc tôi cười. Con dâu của tao đấy. Hai người bạn của mẹ Ngọc há mồm kinh ngạc. Thật á? Vậy nó chính là con bé, con vợ của ông Quang tình cũ của mày đó hả? Ờ. Trời ơi, sao mày lại đưa nó tới chỗ này? Mày không sợ nó nói với chồng mày, còn nói với tình cũ của mày sao? Mẹ Ngọc cười rồi lắc lư theo điệu nhạc. Tao không bao giờ sợ, nó không ranh ma như mày đâu. Mày định lôi nó vào đây để làm hư nó sao? Đó là cách mày trả thù nó ư? Đây là bí mật không nên tiết lộ. Hàng đâu, đưa đây cho tao. Đây, một viên thôi nhé. Không là nó lại lắc từ giờ đến ngày mai đấy. Tôi đi vệ sinh ra thì mẹ Ngọc chờ sẵn ở cửa rồi. Mẹ Ngọc chìa ở tay hai viên thuốc màu hồng nhỏ. Uống không con? Thuốc gì vậy mẹ? Thuốc giảm váng đầu và chống say. Uống vào con sẽ thấy thoải mái. Thử không? Nói rồi mẹ Ngọc cho một viên vào mồm
và đưa viên còn lại cho tôi. Uống đi cho cuộc đời vui vẻ con ạ. Tôi cũng hơi say rồi, nên có suy nghĩ được gì đâu. Với lại thế mẹ Ngọc uống được, thì tôi cũng uống được chứ sao. Tôi cầm một viên màu hồng thả vào mồm nuốt ực một cái. Viên thuốc chui tọt xuống dạ dày. Tôi cầm viên thuốc mẹ Ngọc đưa thả vào mồm. Tôi liếm mép một cái rồi ung dung đi vào. Mẹ Ngọc mỉm cười rồi đi vào phòng với Mick, nhè viên thuốc kỳ nãy cho vào bồn cầu rồi ấn nước xả nút trôi đi. Xong xuôi Ngọc đứng trước gương, vuốt tóc, cười đắc ý. Sao có chuyện hay để xem rồi. Mẹ Ngọc đi ra tiếp tục cuộc vui. Mẹ Ngọc thấy vui nên nổi hứng, lên múa cột. Vừa múa, mắt mẹ Ngọc cứ liếc tôi như chờ đợi điều gì đó xảy ra. Tôi thấy chán quá nên uống thêm ly nữa. Tôi thấy cái bà này chẳng có vẹo gì thế, mà mẹ Ngọc cứ thích đến đây để làm gì không biết. Mẹ Ngọc múa cột chán chê, thấy tôi vẫn bình thường, nên mẹ Ngọc đi xuống, ké vào tai bạn hỏi. Mày đưa thuốc lạng giả à? Sao nó uống vào mà không có biểu hiện gì thế? Mày điên à? Hàng chuẩn của tao đấy. Giả là giả thế nào? Thế sao nó vẫn chưa có biểu hiện gì thế kia? Hay là nó không uống thuốc? Chính tao nhìn thấy nó uống mà. Vậy thì bây giờ phải làm thế nào? Thế thì tao cũng chịu thôi. Mất tiền oan rồi, bực cả mình. Mẹ Ngọc thất vọng thanh toán tiền rồi đi về. Về tới nhà mới gần 11 giờ. Chồng tôi vừa tắm xong, anh đi ra hỏi. Em đi đâu về thế? Tôi thấy đầu óc bắt đầu có dấu hiệu lạ, tôi khẽ cười. Em đi chơi với mẹ Ngọc một lát. Sao hôm nay anh về muộn vậy? Ừ, anh đi gặp bạn có công việc. Em đi rửa mặt mũi chân tay đi, rồi đi ngủ. Tôi bắt đầu quay cuồng tít mù lên. Chồng tôi liền hỏi. Em sao thế? Anh thấy em lạ lắm. Em khó chịu ở đâu vậy? Tôi không biết phải nói thế nào cả. Cảm giác khó chịu vô cùng. Chồng tôi lo quá, vội chạy sang hỏi mẹ Ngọc. Vợ tôi bị làm sao thế? Trông nó lạ quá. Mẹ Ngọc đi sang, thấy vậy liền cười bảo. Quang mở nhạc lên đi. Huyền nó đang muốn nghe theo nhạc của Vũ Trường đó. Không có gì đáng lo đâu, nên Quang đừng lo nhé. Chồng tôi mở nhạc lên. Lập tức tôi lao ra ôm cái loa của chồng. Đầu lắc tít mù, mặt phê không diễn tả được. Đầu óc của tôi điên cuồng đảo lên. Quang giữ tôi không được, anh cáu quát lên. Mẹ Ngọc liền lôi Quang ra ngoài. Thôi, Quang đừng quát Huyền tội nó. Nó bị ngúm thuốc lắc một tí là hết ngay bây giờ ấy mà. Đừng có cáu như vậy nha. Quang lường mắt nhìn Ngọc. Cô cho vợ tôi uống cái chết tiệt gì vậy hả? Cô có âm mưu gì hả? Sao tự dưng cô lại rủ nó đi ba thế? Ngọc nhìn Quang đắm đuối rồi cất tiếng. Chồng anh xót vợ chưa kìa. Yên tâm, nó không sao đâu. Mà em không hề cho nó uống gì cả nhé. Tại nó không kìm được sự tò mò nên nó đòi thử thôi. Nếu nó không thích thì không ai cạy mồm nó ra được. Anh thấy em nói có đúng không? Quang nhăn mặt. Tôi đã bảo cô đừng có động tới Huyền rồi cơ mà. Cô không nghe tôi nói gì sao? Ngọc ưỡn nhẹo lả lời trước mặt Quang rồi cất lời. Làm gì mà anh ngộng lên thế? Anh thương xót nó đến thế cơ à? Cô bắt đầu quá đáng rồi đấy. Làm gì mà anh căng thế? Chính anh nói với em là anh ngủ với nó chẳng khác gì con cá chết mà. Sợ sao anh lại nói em? Quang thở dài. Nhưng nó đâu có tội gì. Tự dưng đưa nó vào những chuyện không hay. Lần sau tha cho nó đi. Ngọc lắc đầu. Tại sao em phải nghe lời anh chứ? Anh tự nói xem. Thế em có muốn ở bên cạnh anh không? Nếu có thì em phải nghe lời anh chứ. Ngọc thì thầm vào tai Quang. Sang phòng em ngủ đi. Quang quay vào thấy tôi đang còn lắt tít mù, tóc tai rũ rượi, nhìn chán quá, nên Quang theo Ngọc về phòng. Anh mặc kệ tôi luôn. Nghe tiếng nhạc ầm ĩ quá, điếc tai, nên Kim mới mò dậy đi xem sao có chuyện gì. Vừa nhìn thấy tôi thì nó hốt hoảng. Trời ơi, chị bị làm sao vậy hả? Sao đêm hôm còn mở nhạc lắc tít mù vậy hả? Tôi lắc lư mệt quá, rồi tôi muốn dừng lại, nhưng không thể. Đầu tôi cứ quay theo tiếng nhạc, nhìn nét mặt mệt tả tơi của tôi, nó hiểu ra. Nó liền chạy vào phòng mở tủ lấy ra một lọ thuốc nhỏ mắt, ra vào. Nó túm lấy tóc tôi, bóp lọ thuốc đó vào mồm tôi, rồi nó tắt nhạc đi. Tôi mệt quá, cả người đau dữ rồi. Tôi nằm vật ra giường nắm tít mắt lại. Kim vén mái tóc của tôi, nó hỏi. Chị có ổn không đó? Tôi nghe thấy tiếng nó, nhưng mắt tôi nhắm tịt lại, tôi trả lời. Chị ổn mà. Thế rồi do mệt quá nên tôi ngủ tiếp đi, không biết gì nữa. Kim cũng bận về phòng chơi dở ván game, nên không có ai biết Quang và Ngọc đang ôm nhau ở trong phòng của Ngọc. 9 giờ sáng, Kim mở mắt, bụng đói quá, theo thói quen hàng ngày khi đêm xuống bếp ăn sáng. Hôm nay xuống bếp không thấy gì ăn cả, Kim thắc mắc.
Chị Huyền đâu rồi mà không nấu đồ ăn sáng cho mình nhỉ? Kim gọi mấy câu không thấy ai trả lời. Kim chạy lên phòng thì thấy tôi vẫn đang ngủ há mồm ra. Kim liền vào phòng gọi. Chị Huyền, chị Huyền, chị dậy đi. Sao bây giờ vẫn còn ngủ là thế nào? Vì lắc nhiều quá, người muốn rụng ra từng đoạn luôn, nên bây giờ tôi không thể nở mắt ra nổi nữa. Tôi lý nhí. Để chị ngủ một tí nữa, chị mệt quá. Kim khẽ thở dài. May mà em còn cho chị uống thuốc kịp thời đấy. Không thì chị bay lắc tới sáng luôn. Đàn bà con gái hư tân mất nết. Có chồng con rồi mà còn bay với lắc. Mà ông Quang đem qua đi đâu? Sao lại để chị bay lắc một mình thế nhỉ? Tôi cũng chịu luôn. Tầm này thì Quang có bay lên trời hay lặn xuống biển tôi cũng mặc kệ. Mệt tã cả người ra rồi, còn hơi sức đầu mà quan tâm nữa chứ. Thấy tôi nằm im không động tĩnh gì thì Kim liền kéo tay tôi. Dậy, nấu đồ ăn sáng cho em đi chứ. Tôi vẫn nhắm tịt mắt. Tôi nằm ngủ mãi đến tận chiều mới mở mắt ra nổi. Bụng thì đói cồn cào. Giờ mà có con gà luộc xé chấm gia vị thì phê phải biết. Tôi lững thững xuống bếp mở tủ lạnh, lấy chai nước uống. Thì tôi giật mình khi thấy Kim đang nhai mì tôm sống, vừa nhai vừa lướt điện thoại. Kim, sao không nấu mì ăn mà trong tủ vẫn là con thịt bò? Ai lại ăn mì tôm sống như thế kia? Kim nhai nhồm ngoàm rồi đáp. Lười lắm, ai mà nấu được, ăn sống cho nó nhanh. Nấu mì tôm mà cũng lười nữa sao? Ăn mì tôm sống cũng ngon phết, mà chị tỉnh chưa? Tôi khẽ gãi đầu. Chị nhớ chị uống có 3 ly rượu thôi, mà sao say vắt lưỡi như thế này nhỉ? Đầu đau như là búa bổ luôn, sợ thế. Kim nó nhìn tôi đầy dò xét. Chị cắn thuốc phải không? Sao mà chị máu thế? Tôi nghe thấy nó nói thì ngớ người ra. Thuốc gì chứ? Em nói gì chị không hiểu luôn. Kim nó lắc đầu. Bà cắn thuốc thì bà mới bay lắc kinh thế chứ. Say rượu không ai như thế cả. Bà còn cãi à? Tôi cứ ngây người ra không hiểu gì cả. Vì tôi không nhớ gì nên tôi không biết mình đã uống phải thuốc. Tôi chỉ nghĩ đơn giản là vì tôi say quá nên mới ngơ ngáo như vậy. Nhưng tôi sợ đến già luôn rồi. Tôi thề sẽ không bao giờ đặt chân đến quán bar chết tiệt đó nữa. Tôi rủ Kim. Ra ngoài ngõ ăn gì đi, chị đợi quá rồi. Kim lắc đầu. Em ăn mì tôm no rồi, chị đi đi. Tôi đi một mình lại ngại nên tôi gạ gẫm Kim. Đi ăn cùng chị đi mà. Đi đi, ăn mì tôm không tốt đâu. Kim khẽ thở dài. Thôi được rồi, sang nhà hàng bên đầu ngõ nhé. Ở đó có món sườn nướng ngon lắm. Ok, hai chị em mình đi thôi. Đĩa sườn bê ra, tôi và Kim đã tranh nhau chén sạch. Bê ra đến đâu thì hết sạch đến đó. Tới lúc nó bụng thì thanh toán hết hơn 800.000. Kim nó cười nhăn nhở. Tại chị rủ em đây nhé. Giờ đừng có mà xót ruột nghe chưa. Tôi thở dài. 800.000 chị ăn cả tháng không hết đấy. Kim nó nghe thì lườm thôi. Chào chị chừa đi. Lần sau đừng có rủ em đi ăn sáng, nghe rõ chưa? Thế rồi hai chị em đi bộ lững thững về tới đầu ngõ thì chúng tôi thấy chồng tôi và mẹ Ngọc ở cổng. Chồng tôi chở mẹ Ngọc đi ăn sáng về, sau để mẹ Ngọc ở đầu ngõ đi bộ vào, còn chồng tôi đi làm luôn. Tôi tức quá. Khốn nạn, họ đang làm cái trò gì sau lưng mình thế này? Kim thì nó thở dài ngao ngán. Lần trước đã cảnh cáo một lần rồi, mà vẫn chứng nào thật nấy. Tôi lo lắng, tay run run, Kim thấy vậy thì hỏi. Chị cứ bình tĩnh đi. Chuyện gì cũng có cách giải quyết mà. Cũng có thể những gì chúng ta nhìn thấy sẽ không như những gì chúng ta nghĩ đâu. Tỉnh cũ không rủ cũng tới mà. Với lại nhìn mẹ Ngọc đẹp như vậy, ai nhìn mà chẳng mê. Em thấy chị nói có đúng không? Đẹp mà lẳng lơ, đẹp mà bất nhân cách thì đẹp để làm gì hả chị? Tôi cố gắng bình tĩnh. Nếu như đó là sự thật thì em nói chị phải làm sao đây? Chị rối trí quá em ạ. Kim bình thản trả lời. Em suy nghĩ đơn giản lắm. Nếu là em thì em sẽ đập cho hai người đó một trận te tua rồi ly hôn đi. Một người chồng như vậy chị thà không có còn hơn. Tôi im lặng không biết phải nói gì nữa. Cảm giác đau nhói ở lồng ngực. Kim liền bảo. Chắc chắn là do mẹ Ngọc dụ dỗ rồi lôi kéo anh Quang rồi. Lần trước cũng vậy. Mà em đã cảnh cáo mẹ Ngọc rồi, nhưng bây giờ vẫn chứng nào tật nấy. Điên thật đấy. Tôi biết Kim đang bênh anh trai thôi. Vì tôi chắc chắn một điều là nếu chồng tôi không cho phép thì không ai có thể dụ dỗ được chồng tôi được. Rồi Kim nghiến răng kèn kẹt. Thế bây giờ chị có cần em giúp gì không? Có. Em hãy tìm hiểu chuyện này giúp chị. Chị muốn biết sự thật là như thế nào. Được, nhưng mà em có một điều kiện. Điều kiện gì? Từ giờ,
chị phải mời em đi ăn sáng cả tháng luôn, chị có đồng ý không? Trời đất, chị mà mời đi ăn sáng cả tháng thì chị nhắn váy à? Em ăn lại không biết no nữa chứ. Không đồng ý thì thôi vậy. Thôi được rồi, chị đồng ý mà, cho nhắn váy luôn cũng được. Tôi xìu mặt xuống. Tôi và Kim về nhà thì thấy mẹ Ngọc đang quét nhà. Kim lẩm bẩm: hôm nay con bày quét nhà, giả tạo. Mẹ Ngọc thấy tôi đi qua thì đan đả miệng ngọt xớt: hai đứa đi đâu về thế? Kim trả lời mẹ: con và chị Huyền đi ăn sáng ạ. Thế mẹ cũng vừa đi đâu về thế à? À, mẹ đi mua một ít đồ linh tinh ấy mà. Sao con biết vậy? Thì con thấy mẹ đi bộ từ đầu ngõ vào mà. Mẹ Ngọc nghe thấy vậy thì chột dạ. Con nhìn thấy mẹ, thật sao? Nhìn mẹ Ngọc có tật giật mình, nhìn kiểu luống cuống, ấp á ấp úng như vậy, thì tôi càng tin những suy nghĩ trong đầu tôi là đúng. Kim nó bật cười: sao con thấy mẹ có vẻ lo lắng thế? Hay là mẹ làm gì có lỗi nên mẹ sợ? Mẹ Ngọc, mẹ nói đi. Mẹ Ngọc ngập ngừng rồi đáp: con nói gì mà lạ vậy? Mẹ có làm gì đâu, con đã nói bắt đầu liên thiên rồi đấy. Tôi điên quá không kìm nén được nữa. Mẹ và chồng con vừa đi đâu về thế hả? Rốt cuộc thì hai người đang làm cái trò gì sau lưng con vậy hả? Kim nó bơm đều khiến tôi càng điên máu hơn. Trịch xã giao chứ còn làm gì nữa. Mẹ Ngọc tái mặt đi: không, không phải đâu. Hai đứa hiểu lầm mẹ rồi. Mẹ và Quang không hề như bọn con nghĩ đâu. Các con phải nghe mẹ nói chứ. Cả Kim nó kích đều câu nào là tôi lại càng tức sôi máu. Mẹ Ngọc mới đầu thì nói giọng tử tế, sau đó lập tức mẹ đổi giọng ngay, mẹ tỏ thái độ: thế bây giờ mẹ nói thế nào, hai đứa cũng không tin có đúng không? Kim bĩu môi: tin làm sao được, khi mẹ đã đánh mất niềm tin của chúng tôi rồi. Được rồi, để mẹ gọi bố con về, gọi cả Quang về nữa, cả nhà chúng ta ngồi nói chuyện nghiêm túc với nhau đi. Sau đó mẹ Ngọc lập tức gọi cho bố chồng tôi. Không biết bà ấy than vãn hay kêu oan ức gì mà bố chồng tôi đã đặt vé máy bay về ngay. Đêm đó bố chồng tôi đã có mặt ở nhà, cả nhà tôi ngồi họp. Bố tôi rất tức giận, ông đập bàn ra một cái rồi gằn giọng: con Kim kia, nói đi, con đã nhìn thấy mẹ Ngọc anh Quang làm cái gì? Kim thấy bố nói tức giận thì cũng tức không kém. Con và chị Huyền nhìn thấy mẹ Ngọc anh Quang đi ăn sáng cùng nhau. Bố chồng tôi lườm mắt nhìn Kim: còn nhìn thấy gì nữa? Chỉ có thế thôi ạ. Bố chồng tôi nghe thấy vậy thì quát ôm thêm: chỉ có thế thôi mà con dám ăn nói lốn láo với mẹ Ngọc sao? Có phải vì bố không có nhà nên con thích làm gì thì làm, có đúng không? Kim cố gắng giải thích thì bố chồng tôi vẫn quát ầm ĩ: còn hồ đồ thì cũng vừa vừa phải phải thôi chứ. Con nói mẹ Ngọc như thế để người ta cười vào mặt bố mẹ có phải không? Kim bị bố quát cho một trận thì ngồi khóc nức nở. Tôi thì ngồi im không dám nói câu gì. Mẹ Ngọc mò và Quang thì mừng thầm trong bụng. Sau khi chửi mắng Kim một trận tơi bời, bố chồng mới quay sang nhìn tôi: còn Kim nó khác người, nó hồ đồ còn tạm chấp nhận được, còn một người thông minh như con mà cũng ăn nói hồ đồ giống con Kim là sao hả? Tôi cúi gầm mặt xuống. Nhìn mặt bố chồng tôi lúc đó rất đáng sợ nên tôi không dám hé nửa lời. Thấy vậy mẹ Ngọc liền nói đỡ cho tôi: thôi mình à, các con nó còn nhỏ tuổi nên nhiều khi vẫn bùng bột, có gì anh bỏ qua trai con anh nhé. Hai đứa nó ăn nói hồ đồ xúc phạm em như vậy mà em vẫn còn nói đỡ cho hai đứa nó là sao? Ngọc cười tươi như không có chuyện gì đáp: anh quên rồi à? Ai mà chẳng có lúc mắc sai lầm mà anh, cái quan trọng là mình biết sửa sai hay không thôi mà anh. Bố chồng tôi nhìn tôi và Kim rồi cắt tiếng: hai đứa còn không mau xin lỗi mẹ Ngọc đi, và lần sau đừng có mà ăn nói hồ đồ như vậy, nghe chưa? Kết quả tôi và Kim bị mắng tơi tả và phải xin lỗi mẹ Ngọc nữa. Còn mẹ Ngọc thì vừa hả hê vì trả đỡ được tôi và Kim, vừa nhận được bao nhiêu thứ mà bố tôi mang về cho. Đúng cái kiểu vừa được ăn được nói được gói mang về là đây chứ đâu. Kim chán quá đi về phòng đóng cửa lại. Bố chồng tôi đưa mẹ Ngọc đi chơi, còn mình tôi và Quang ngồi đó. Quang thở dài tỏ vẻ thất vọng: anh không thể ngờ em và Kim lại có thể nói ra những câu như vậy được. Anh không muốn nhìn thấy em nữa, em làm anh thất vọng quá. Vợ chồng mà không tin tưởng nhau thì còn ở bên nhau làm gì nữa Hào Huyền? Bị chồng giận tôi cuống cả lên: Em xin lỗi mà. Tại vì Kim nói mẹ Ngọc là người yêu cũ của anh nên em lại càng lo sợ hơn. Em biết lỗi rồi, lần sau em không dám như vậy nữa đâu. Anh đừng giận em nữa nhé. Quang vẫn lạnh lùng nói: anh rất thương em,
Nhưng em không coi anh ra gì cả. Nói thẳng ra là anh rất thất vọng về em. Anh không muốn nhìn thấy mặt em nữa. Giờ em muốn ở đây thì ở, hay về nhà em thì về. Anh không muốn làm khó em đâu. Em cứ suy nghĩ cho thật kỹ đi. Quang giận tôi. Càng ngày anh không nói với tôi một câu nào cả. Anh coi như tôi không tồn tại trên đời này vậy. Tôi đã xin lỗi mãi mà anh không tha thứ. Tôi không biết phải làm thế nào nữa. Khi chồng mình lạnh nhạt với mình như thế, tôi sang phòng Kim ngồi. Kim ơi, bây giờ chị phải làm sao đây? Anh Quang giận chị thật rồi. Kim thở dài. Chị em mình đã quá vội vàng. Đáng lẽ chúng ta phải rình và bắt quả tang. Có bằng chứng rõ ràng thì chúng ta mới nói ra được. Giờ thì gậy ông đập lưng ông rồi. Thấy tôi ngồi buồn bã, Kim cũng đến động viên. Thôi, chị đừng buồn nữa. Ngày mai ngày kia là anh Quang hết giận thôi mà. Ý anh ấy là muốn đuổi chị về nhà ngoại đó. Chị phải làm sao đây? Nếu chị muốn tìm ra sự thật thì chị cứ ở lại đây. Giờ mà chị về nhà thì khác nào chị công nhận là chúng ta sai. Ở lại đây, em khẳng định chắc chắn là mẹ Ngọc và anh Quang có gì mơ ám với nhau. Nhưng chúng ta chưa tìm ra bằng chứng mà thôi chị ạ. Tôi thấy Kim nói cũng có lý. Và tôi cũng không muốn bố mẹ đẻ tôi phải lo lắng. Nên tôi quyết định ở lại đây, mặc dù Quang có lạnh nhạt với tôi. Bố chồng tôi ở nhà một tuần rồi bố lại đi. Trước khi đi, bố chồng tôi còn gọi tôi và Kim vào nhắc nhở sau mới đi. Ông nhắc lại cho mà nhớ, để tránh ăn nói hồ đồ như vậy. Sau khi lạnh nhạt với tôi một tuần, thì Quang đã hết giận. Anh đã vui vẻ trở lại, tôi mừng lắm. Không khí trong nhà cũng trở lại bình thường như trước. Để hàn gắn tình cảm của mọi người trong nhà, tôi chịu khó dậy sớm để đi chợ mua đồ về nấu nướng. Mọi việc trong nhà tôi đều làm từ A đến Z. Không ai phải mó tay vào một việc gì cả. Sau vụ đó, mẹ Ngọc và Quang đã cẩn thận hơn. Họ qua lại với nhau nhưng bí mật hơn. Mỗi lần gặp nhau, không đi chung xe nữa. Mẹ kế của tôi thật sự là một người cực kỳ nguy hiểm. Không biết mẹ dùng mỹ nhân kế gì, mà đợt này bố chồng tôi làm được bao nhiêu tiền là chuyển hết vào tài khoản của mẹ. Cái Kim ở nhà chơi không, và hàng tháng bố vẫn chuyển về tài khoản cho con cái tiêu vặt. Nhưng tháng này, Kim vẫn chưa thấy bố chuyển tiền về. Nó có vẻ sốt ruột định gọi điện hỏi bố, nhưng nó ngại nên chưa gọi. Mẹ Ngọc tôi đợt này ít đi ba chơi hơn. Ở nhà rảnh, mẹ lên thực đơn và đi chợ mua đồ, sau đó để tủ lạnh để chiều tôi về nấu nướng. Tôi cũng đỡ được việc buổi sáng phải dậy sớm, nhưng tôi phải nấu theo ý của mẹ và luôn có mẹ đứng bên cạnh chỉ bảo. Thái hành nhỏ thôi, xào đừng có nhạt như hôm trước, nuốt không được đâu. Tôi khẽ gật đầu. Cả nhà ngồi ăn cơm, mẹ Ngọc gắp thức ăn cho chồng tôi và nói cực kỳ tình cảm. Quang ăn nhiều vào nhé, cả ngày đi làm vất vả rồi. Quang cảm ơn mẹ Ngọc rồi ăn. Kim cũng thấy chướng mắt cay tai quá, nó bảo. Cả vợ anh ấy cũng đi làm đó, mẹ cũng gắp cho chị ấy đi chứ. Mẹ Ngọc nghe thấy vậy cũng đành gắp thức ăn cho tôi rồi lẩm bẩm. Lớn rồi mà không biết đường ăn nữa, còn chờ người ta gắp cho nữa à? Quang thấy thế liền bảo. Thôi, mọi người ăn đi, không nguội hết bây giờ. Mọi người ăn xong xuôi, tôi bế bát đi rửa, còn Kim nó ra rửa cùng, nó lườm. Bà Ngọc, càng ngày càng quá đáng. Chắc chắn là bà ta có ý với anh Quang thật rồi. Nhìn cái kiểu ấy là em biết rồi, nhưng bà ta cứ chối bay chối biến, tức thật đấy. Thì chúng ta chưa có bằng chứng mà em. Thế chị và anh Quang đã làm lành chưa? Tôi buồn bã. Anh ấy đã nói chuyện với chị rồi, nhưng mà thái độ lạnh nhạt, không giống như lúc mới cưới nữa. Chị cũng biết làm sao nữa em ạ. Thì giờ đã có bà Ngọc yêu chiều rồi, nên anh ấy mới không cần chị mà. Cái loại đàn ông tệ bạc, chị em mình phải nghĩ cách gì đi. Cứ như thế này thì không ổn đâu. Mẹ Ngọc đứng từ phía sau bao giờ mà chúng tôi không biết. Kim đang nói gì mẹ đấy? Tôi và Kim giật mình quay người lại, tôi lắc đầu. Đâu có, có nói gì đâu mẹ. Mẹ Ngọc cười mỉa. Có gì không bằng lòng thì cứ nói thẳng ra với mẹ, chứ đừng nói sau lưng mẹ như vậy các con nhé. Kim nó tức quá, nó nói luôn. Thì con cứ nói vu vơ vậy thôi. Ai có tật thì người đó giật mình. Mà sao mẹ lại căng thẳng như vậy? Hay là mẹ lo lắng điều gì? Mẹ Ngọc tay cầm tiền đập vào bàn. Mẹ cũng hơi lo lắng, vì nếu con không có tiền tiêu vặt tháng này thì con sẽ ra sao nhỉ? Kim ngạc nhiên. Mẹ nói vậy là có ý gì? Hàng tháng bố con vẫn chuyển khoản cho con mà. Mẹ Ngọc cười với ánh mắt tự đắc lắm. Nhưng từ bây giờ mẹ sẽ quản cái gia đình này và quản hết tiền của bố con. Và mẹ sẽ là người cho con tiền tiêu vặt. Nên mẹ khuyên con hãy biết điều một chút,
kẻo tới lúc đó tiền tiêu vặt không có lại trách mẹ. Mẹ đã có nói cái gì vậy hả? Kim gắt lên. Mẹ Ngọc cười nhếch mép rồi đáp. Nếu không tin thì con cứ hay gọi bố con đi. Thế nào, bây giờ con có lấy tiền tiêu vặt hay không? Kim tức lắm, nhưng vì nó đã lỡ đặt hàng trên mạng rồi, mà giờ không có tiền lấy, nó cũng chết, nên nó chìa tay ra. Có, lấy. Mẹ Ngọc rụt tay lại. Muốn lấy tiền thì hãy nói sao cho dễ nghe một chút đi. Kim mậm môi lại, nó lý nhí nói. Mẹ cho con xin tiền. Thế còn nghe tạm đây. Tiền cầm lấy đi, không lại bảo tôi khắt khe với con chồng. Ai, lớn rồi mà không đi làm gì cả, suốt ngày rú rú ở nhà, đúng là vô phúc mà. Kim cầm lấy tiền mà ức nghẹn cổ. Sao chỉ có 3 triệu vậy? Mẹ Ngọc trừng mắt lên. Sao, chỉ ít à? Chỉ ít thì đưa đây. Con nghĩ xem, con ở nhà không làm gì cả, cho con 3 triệu là tốt lắm rồi. Như nhà khác thì không có một đồng nào đâu mà ở đó mà chỉ ít. Chỉ ít, sao con không tự đi kiếm tiền mà tiêu đi, còn ăn bám mà bày đặt. Kim tức quá liền ném tiền trả lại. Tôi không cần nữa. Bà bố thí cho tôi vài đồng bạc, mà bà muốn nói gì thì bà nói sao? Ngọc trợn mắt lên. Mày nhớ đấy, tao cho nhưng mày không lấy. Lúc bố mày về thì mày đừng có than thở với bố mày nghe chưa? Kim bỏ chạy lên phòng, rồi tôi rửa nốt mấy cái bát. Mẹ Ngọc cứ lưỡi mắt nhìn tôi. Con Huyền, không nhặt tiền lên cho mẹ con đứng nhìn à? Thế rồi tôi đặt bát cúi xuống nhặt tiền cho mẹ Ngọc, còn bà thì đứng lẩm bẩm chửi Kim. 20 mấy tuổi đầu rồi, còn ở nhà ăn bám tao. Mà có đứa con như nó ta tống cổ ra ngoài rồi, ở đó mà cho tiền tiêu vặt à? Cái thằng bố nó chiều con hư hết cả người, điên quá. Tiền của mẹ đây à? Ngọc cầm tiền rồi nhìn tôi. Còn con nữa đấy, đừng có mà nghe nó nói linh tinh, rồi mẹ con lại mất đoàn kết không ra gì đâu, nghe chưa? Tôi khẽ gật đầu vâng dạ. Mẹ Ngọc đút tiền vào túi rồi bảo tôi. Rửa bát xong thì gọt cho mẹ địa táo, mang lên phòng cho mẹ nhé. Dạ. Mẹ Ngọc đi lên gác, tôi thấy nản lòng quá. Ngày mẹ Ngọc mới về, mẹ thoải mái và dễ tính lắm. Sao bây giờ mẹ lại thay đổi một cách chóng mặt như vậy? Cả chồng tôi nữa, người chồng vẫn luôn yêu thương chiều chuộng tôi ngày đó đâu rồi. Anh bây giờ khác xưa nhiều quá. Ngày đó, anh làm tất cả mọi việc cho tôi, lo lắng quan tâm tôi từng ly từng tí một. Còn bây giờ thì lạnh nhạt với tôi như một người xa lạ vậy. Tôi phải làm sao đây? Tôi gọt táo bê lên thì thấy mẹ Ngọc đang nói chuyện điện thoại với bố chồng tôi, ngọt lịm như là mía lùi vậy. Dạ, chồng cứ yên tâm, ở nhà đã có em lo rồi. Anh nhớ giữ gìn sức khỏe đó nha. Ở đó có lạnh lắm không? Em thương anh quá mà. Thấy tôi đi vào, mẹ Ngọc bảo. Mẹ cảm ơn con. Dạ. Tôi ra ngoài mà vẫn nghe thấy tiếng mẹ Ngọc văng vẳng. À, cái Huyền nó gọt táo cho em. Con bé ngoan và chu đáo lắm anh ạ. Ôi trời ơi, mẹ Ngọc gian xảo dã man luôn. Tôi đi qua phòng Kim thấy cửa hé mở, nên tôi đi vào thì thấy Kim đang nằm khóc. Tôi lại ngồi cạnh rồi khuyên Kim. Thôi, đừng khóc nữa. Mẹ nói vậy thôi chứ không có bụng dạ gì đâu. Kim nó lau nước mắt rồi nó lườm tôi. Chị ngốc nó vừa thôi. Bà ta xạo quyệt như vậy mà chị còn nói đỡ cho bà ta nữa à? Hay là em đi làm đi, vừa thoải mái vừa có tiền tiêu em à? Em vừa gọi cho cái Ánh rồi. Có khi mai em dọn qua ở với nó. Chị ở nhà một mình phải cẩn thận với bà ta đấy. Ờ, em chuyển sang chỗ Ánh thật sao? Vâng, em vừa gọi điện cho nó và kể cho nó nghe. Nó bảo sang ở chỗ nó một thời gian. Vậy lại bây giờ em cứ ở đây, nhìn thấy cái mặt bà ta là em lại điên máu lên rồi. Em nỡ để chị ở đây một mình sao? Chị còn có chồng chị mà. Tôi nghe thấy thì thở dài. Nhưng mà chồng chị dạo này thay đổi nhiều quá. Chị có cảm giác mình sắp mất chồng rồi em à? Giờ mà em đi thì chị biết phải đối mặt với mọi chuyện như thế nào đây? Kim suy nghĩ một lúc rồi nó bảo. Thôi được rồi, vậy em sang chỗ Anh chơi một tuần rồi về đây với chị, được chưa? Em đã nói sang chỗ nó rồi, sang chơi với nó cho em tiền tiêu nữa. Đi chơi về em sẽ xin việc chị ạ. Tôi gật đầu. Thế thì em sang đó chơi một tuần rồi về đây với chị nhé. Kim gật đầu đồng ý. Tôi lặng lẽ đi về phòng thì thấy Quang đang nằm xem điện thoại. Tôi cất tiếng hỏi. Anh có uống nước cam không? Em mới mua cam lúc chiều tươi ngon lắm ạ. Quang lạnh lùng. Không. Thế anh có ăn thêm gì không ạ? Quang có vẻ khó chịu đáp lại. Đã bảo không rồi mà. Nói ít thôi, váng đầu quá. Trước anh bảo em nói nhiều cho vui cửa vui nhà. Sao bây giờ anh lại thế?
Quang thở dài rồi quay mặt vào trong thường không thèm nói gì cả. Tôi lên nằm cặm chồng vào vòng tay ôm chồng, nhưng Quang có vẻ không quan tâm tôi, khẽ bảo. Chồng ơi, tối mai mình đi xem phim đi. Mai có phim hay lắm chồng ạ, trên mạng quảng cáo cả tháng nay rồi. Mai anh bận rồi. Tôi ngước mặt lên hỏi. Mai anh bận gì vậy à? Bận công việc. Thế ngày kia có được không ạ? Chưa biết được. Tôi rúc đầu vào người chồng. Chồng hết thương vợ rồi à? Quang cắt lên. Em nói linh tinh rồi đấy. Dậy mà viết tiểu thuyết đi. Nhưng em không muốn viết gì cả. Cả tuần nay em đã không viết rồi ạ. Dạo này tâm trạng của tôi rất bất ổn, nên tôi có viết tiểu thuyết đâu. Tôi biết làm sao nổi khi những lo lắng cứ tràn về. Tôi ôm chồng hít hà. Người chồng thơm thế. Chồng tôi cũng bắt đầu thấy thình thịch. Anh vòng tay sờ ngực tôi và hôn tôi, khiến tôi bắt đầu thấy rạo rực. Cũng lâu rồi tôi và Quang chưa làm gì rồi mà. Quang đã định cởi áo tôi ra thì mẹ Ngọc ở ngoài gọi cửa. Quang ơi, Quang à. Quang quay ra. Gì thế mẹ? Còn sang sửa điện cho mẹ với. Tự dưng tối thôi à? Quang mất hứng, anh thở dài bảo tôi. Chờ anh tí nhé. Dạ, em chờ chồng ạ. Tôi nghi ngờ mẹ Ngọc giờ trò, nên tôi cũng mở dậy và đi theo Quang sang. Mẹ Ngọc thấy tôi thì hỏi. Quang sửa điện cho mẹ, chứ có gì đâu mà con phải đi theo. Tôi bật đèn điện thoại lên trả lời. Để con soi đèn cho sáng mẹ ạ. Mẹ Ngọc có hậm hực cứ lườm nguyết tôi. Tôi nhìn thấy mẹ Ngọc mặc cái váy ngủ mỏng tang, tôi thật thà hỏi. Trời bắt đầu lạnh rồi, sao mẹ lại mặc cái váy mỏng thế? Đêm lạnh rồi đó mẹ. Mẹ Ngọc rít lên. Nhưng mà mẹ không thấy lạnh. Có Quang ở đó nên mẹ Ngọc cố nhịn. Nếu không chắc bà lao vào xé xác tôi rồi cũng nên. Tôi cứ đứng cạnh đó soi đèn cho Quang, mẹ Ngọc tức lắm. Huyền về nghỉ đi, để mẹ soi cho. Mai còn đi làm nữa. Tôi hồn nhiên đáp trả. Con không sao mẹ ạ. Con cũng chưa buồn ngủ. Mẹ cứ để kệ con đi. Mẹ Ngọc tức quá không làm gì được. Bà liền bỏ lên giường nằm trùm chăn. Đấu điện xong tôi về Quang về phòng. Mẹ Ngọc tức cầm cái gối ném luôn xuống đất. Trời ơi, tức quá mà. Sáng hôm sau Kim sang nhà ánh ở. Tôi chờ nó đi. Vừa đi tôi vừa dặn dò nó. Nhớ đi một tuần thôi rồi về với chị. Nó trả lời là biết rồi. Đi lâu nó cũng không yên tâm, sợ nhà sẽ bị bà Ngọc kia bắt nạt. Nó bảo tôi phải mạnh mẽ lên, nếu hiền quá thì chúng nó sẽ đè đầu cưỡi cổ đấy. Tôi cũng gật gù đáp trả là chị biết rồi. Kim vừa đi khỏi thì mẹ Ngọc bắt đầu nghĩ cách đuổi tôi ra khỏi nhà. Tôi vừa đi làm về đã thấy mẹ đứng chờ ở cửa. Con chào mẹ. Mẹ Ngọc rít lên. Sao mà về muộn thế hả? Mau vào nấu cơm đi. Quang nó cũng sắp về đến nơi rồi đấy. Làm thế nào thì làm, khi chồng về đến nhà thì phải có cơm dẻo canh ngọt chứ. Nếu không làm được thì để người khác làm luôn thay đi. Sao mẹ lại nói nặng lời thế hả? Chồng con có trách móc gì con đâu. Với lại vợ chồng thì phải thông cảm cho nhau chứ hả? Thì mẹ chỉ lo cho thằng Quang thôi. Nếu Quang nó ốm thì ai lo cho con? Con thấy mẹ nói có đúng không? Tôi khẽ gật gù. Mẹ nói cũng rất hợp lý ạ. Thế mẹ ở nhà mẹ rảnh, mẹ nấu hộ con. Con đi làm cũng hơi bận ạ. Mẹ Ngọc nghe thấy vậy thì lửa mắt. Bây giờ con đang sai mẹ đúng không? Dạ, con không dám sai mẹ. Con chỉ nói như vậy thôi. Mẹ không nấu giúp thì thôi ạ. Vào nấu cơm nhanh lên, con ở đó mà cãi à? Tôi đi vào nhặt rau nấu nướng, thì mẹ Ngọc ngồi ở bàn ăn táo, vừa ăn vừa nói bóng gió. Thế con Kim nó bỏ nhà đi luôn rồi à? Tôi khẽ lắc đầu. Dạ đâu ạ. Kim nó sang cho cái ánh chơi vài hôm thôi mẹ ạ. Mấy hôm nữa nó sẽ về. Sao nó không đi luôn đi nhỉ? Về làm cái gì nữa? Hai mươi mấy tuổi đầu rồi mà vẫn phải ăn bám gia đình. Chán đến thế là cùng. Lần này Kim về sẽ đi làm mà. Mẹ đừng lo nữa. Mẹ Ngọc nghe thấy vậy thì bĩu môi. Hời đâu mà lo cho nó. Mà cái loại nó thì làm ăn cái gì? Vô dụng. Tôi thấy mẹ Ngọc nói Kim quá nên tôi khẽ bảo. Thôi mẹ đừng nói nữa. Con tin là Kim sẽ thay đổi mẹ ạ. Tôi nói có mỗi vậy thôi mà mẹ Ngọc đã nổi khủng lên. À, tao nói nó chứ có nói mày đâu. Mà mày cứ phải ngắt lời tao thế hả? Mày có ý kiến gì với tao? Tôi gãi đầu gãi tai đáp lại. Con có ngắt lời hay là dám ý kiến gì đâu ạ. Mẹ hiểu lầm ý con rồi. Im ngay. Mày mà nói nữa thì đừng có trách tao. Tự dưng mẹ Ngọc trở mặt. Tôi có làm gì đâu nhỉ? Mẹ Ngọc đang gầm gừ muốn kiếm chuyện với tôi thì nghe tiếng xe của chồng tôi về. Ngay lập tức mẹ Ngọc đổi giọng ngay được luôn.
Quang về rồi đấy hả? Vâng, hai người đang nấu cơm à? À, Ngọc và Huyền đang nấu cơm. Quang lên nhà tắm rửa rồi xuống ăn cơm nhé. Quang đi lên phòng thì mẹ Ngọc bảo tôi. Thế đã xong chưa? Để mẹ dọn cơm. Tôi nghe mà nổi hết cả da gà da vịt. Khi nãy còn cầm lên định lao vào đánh tôi nữa, thế mà bây giờ lại mẹ con ngọt rớt. Kiểu như vậy thì tôi đỡ làm sao được. Tôi gật đầu đầy hoang mang. Dạ, xong rồi ạ. Ok, để mẹ dọn cơm, không là Quang đói bụng đó. Ngồi ăn cơm thì mẹ Ngọc và Quang cứ nói chuyện rôm rả. Tôi nhìn thấy mình y như là người thừa vậy. Mọi khi có Kim ở nhà, vì Kim nói hay nói thẳng vào mặt, nên mẹ Ngọc có phần e dè. Giờ Kim đi rồi, không còn ai quản chân mẹ Ngọc nữa, nên mẹ muốn làm gì thì làm, và nói gì thì nói. Tối mẹ Ngọc chờ Quang trở sang nhà bạn gái chơi, tôi liền bảo. Xe của con đó, mẹ cứ lấy mà đi. Lúc về đỡ phải gọi chồng con đi đón à? Lạnh lắm. Với lại tối, mẹ cũng sợ nữa. Để Quang chờ mẹ cho nó yên tâm. Con cứ ở nhà đi, lát Quang nó sẽ về mà. Quang nghe vậy thì cũng bảo. Thôi, em ở nhà mà viết tiểu thuyết đi, không độc giả lại chờ. Anh đi một lát thì sẽ về, em làm gì mà lo lắng thế? À không, em có lo gì đâu. Vậy thì anh chờ mẹ Ngọc đi một lát, anh về nhé. Thấy Quang vui vẻ chờ mẹ Ngọc đi thì tôi buồn lắm. Tôi tự trấn an mình rằng do tôi suy nghĩ quá nhiều thôi. Với lại trước, họ từng là người yêu của nhau, nên đôi khi họ nhớ lại và quan tâm nhau một chút thôi. Và đó là tình thương chứ không phải là tình yêu. Nghĩ vậy nhưng tôi vẫn không thể nào mà yên tâm được. Tôi ngồi hướng mắt ra cổng ngóng chồng về. Hơn một tiếng rồi mà vẫn chưa thấy chồng về. Tôi gọi thì anh không nghe máy. Mấy cuộc gọi liền tôi không gọi được thì tôi lo quá. Tôi gọi cho mẹ Ngọc thì mẹ bắt máy luôn. Alo, mẹ ơi, chồng con đã về chưa ạ? Chưa, chờ tí mà làm gì xồn xồn lên thế? Tôi toàn định nói thì nghe tiếng Quang. Ngọc ơi, lấy cho Quang cái khăn tắm. Tôi thấy nóng ruột, tay thì run run. Tôi vừa nghe thấy câu gì vậy? Đầu óc tôi bắt đầu quay cuồng, tôi ấp úng. Anh Quang vừa gọi mẹ có đúng không ạ? Hai người đang ở đâu thế hả? Mẹ Ngọc thản nhiên trả lời. Thì ở nhà nghỉ, chứ còn ở đâu nữa. Rồi mẹ Ngọc lạnh lùng tắt máy. Tôi lập tức gọi lại nhưng mà thuê bao. Tôi cũng gọi lại cho Quang, nhưng cũng thuê bao. Tôi hét lên. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Quang và mẹ kế đang ở trong nhà nghỉ, điện thoại thì thuê bao. Trời đất ơi, người tôi muốn bốc cháy luôn thôi. Tôi không còn tỉnh táo nữa. Tôi lao thẳng ra trường. Tôi chạy đi tìm Quang và mẹ kế. Tôi chạy nhưng không biết mình chạy đi đâu để tìm hai người bọn họ nữa. Chạy tới một lúc mỏi chân tôi ngồi ngủy khụy xuống mà khóc nức nở như một con điên. Tôi ngồi khóc chán chê thì nghe cái tiếng gọi. Này cháu, sao mà ngồi khóc ở bãi rác thế? Ngồi tránh ra cho bác nhờ tí. Tôi ngẩng mặt lên và lau nước mắt. Trước mắt tôi là bác trung tuổi đi xe đạp, đi lượm rác. Bác mặc một bộ quần áo đã cũ. Bác nở nụ cười tươi nhìn tôi. Tôi nhìn thấy bác đang điệu cái gì đó. Tôi ngó ra thì thấy bác đang đội một em bé khoảng hơn một tuổi. Nó đang ngủ ngon lành trên lưng bác. Tôi liền nói. Tối rồi sao bác chưa cho cháu về nhà? Nhìn nó tội quá ạ. Bác cười. Bác đang trên đường về đây. Với lại cháu nó như vậy quen từ nhỏ rồi. Không sao đâu cháu ạ. Tôi liền sờ túi quần còn mấy chục lẻ tôi đưa cho bác. Cháu đi vội quá nên không mang theo tiền. Còn mấy chục thôi. Bác cầm về mua cho em bé cái bánh nhé. Nhìn bác vất vả quá thế. Bố mẹ cháu đâu ạ? Mẹ nó mất rồi. Còn bố nó nghiện đang ở trên trại. Chỉ còn bác là bà nó nuôi thôi. Nhưng mà cháu yên tâm. Bác vẫn còn lo được cho nó mà. Muộn rồi đấy, cháu về nhà đi. Đừng khóc nữa. Mạnh mẽ lên nhé cô gái. Nhìn bác cười rạng rỡ. Tự dưng tôi thấy mình nhu nhược quá. Nhìn bác ấy xem. Con dâu mất. Con trai đi trại một mình lượm rác nuôi cháu. Mà bác vẫn lạc quan và cười tươi như vậy. Tại sao tôi không thể mạnh mẽ lên được cơ chứ? Yếu đuối để ai thương hại ư? Tôi tự vào mặt mình mấy phát cho tỉnh lại, rồi lững thững đi bộ về. Về tới nhà, thì tôi thấy Quang và Ngọc đã về rồi. Thấy Quang tôi liền lao vào tát Quang. Tôi gào lên. Anh là đồ khốn kiếp. Anh không thấy kinh tởm bản thân mình hả? Quang hất tay tôi ra khiến tôi ngã sụi vào tường. Cô im đi. Cô ăn nói cho cẩn thận. Nếu không thì đừng trách tôi ác. Thấy tôi bị Quang đẩy ngã đau thì mẹ Ngọc cười hà hê lắm. Mẹ ra đỡ tôi dậy rồi nói. Để mẹ dọn đồ giúp con nhé. Mẹ nghĩ người như con không xứng đáng với Quang đâu, nên con về nhà con đi.
Tôi hất bà ta ngã người ra. Tôi không xứng thì bà xứng ư? Tôi kinh tởm bà. Để hôm nào bố chồng tôi về, tôi xem bà còn gì để nói với ông ấy không nhé. Tôi sẽ vạch mặt bà cho tất cả mọi người thấy. Bằng chứng đâu? Cô nói thì cũng phải bằng chứng, nếu không tôi sẽ kiện cô đấy. Quang thấy tôi để ngã ngọc thì anh ta túm tóc tôi, kéo tôi ra sân. Cút. Cô cút đi. Tôi không muốn nhìn thấy mặt cô nữa. Cút. Tôi gào lên. Anh tưởng tôi muốn ở đây lắm hả? Tôi sẽ đi khỏi đây để tránh xa các loại người dơ bẩn như anh. Tôi nguyền rủa các người. Các người sẽ nhận lấy quả báo sớm thôi. Ngọc ra khoác tay Quang rồi cất tiếng. Thôi anh à, đừng có nóng. Để cô ta tự ra khỏi nhà đi. Không người ngoài lại bảo chúng ta ức hiếp cô ấy. Tôi nhếch mép cười. Hai người cũng ăn ý và đẹp đôi lắm đấy. Vậy mà anh cứ an phận dùng chung người đàn bà với bố anh đi. Kinh tởm. Cô im đi. Cô dựa vào cái gì mà dám nói tôi như vậy hả? Tối qua chính cô ta đã nghe máy và nói hai người đang ở nhà nghỉ với nhau. Vậy mà bây giờ anh trở mặt như là trở bàn tay như vậy sao? Không sao. Tôi chúc phúc cho anh và bố anh sẽ luôn hạnh phúc bên cô ta. Quang quay sang nhìn Ngọc. Thật sao? Ngọc thản nhiên trả lời. Vâng, cô ta gọi lúc anh tắm ấy. Mà kệ cô ta đi anh, làm gì có bằng chứng đâu. Dựa vào mồm cô ta thì chứng minh làm sao được. Quang không nói gì nữa, anh ta bảo tôi. Giờ cô hãy về nhà của cô đi, ở đây không cần cô nữa, cô hiểu ý tôi chứ. Quang đã nói như vậy thì tôi cũng không còn gì để luyến tiếc nữa rồi. Thời gian vừa qua, anh ấy lạnh nhạt với tôi cũng đủ hiểu anh đã không còn tình cảm với tôi nữa. Vậy tôi còn ở đây để làm gì? Tôi chạy lên phòng xếp quần áo, tôi sẽ đi khỏi nơi đây. Chuông điện thoại của tôi là Kim gọi. Chị đây. Chị định dọn đồ, đi thật đó à? Sao mà chị ngốc thế? Tôi ngạc nhiên. Sao mà em biết? Sợ chị không muốn ở đây nữa. Chị ở đây chỉ để làm trò cười cho họ thôi. Em nói cho chị nghe nè. Chị cứ ở lại đó cho em. Hai hôm nữa em về, em có quà cho chị. Chị cứ ở đó cho em. Giờ mà chị đi thì người thiệt chỉ là chị thôi. Nhưng mà... Không nhưng gì hết. Chị cứ nghe lời em đi. Em biết hết. Nhưng em đang ở trong Vũng Tàu chưa về được. Hai hôm nữa em sẽ có quà cho chị bất ngờ đấy. Chị hãy suy nghĩ cho thật kỹ, rồi ở lại đó cho em, chị nhé. Tôi thở dài. Mình đang điên hết cả người lên, mà nó còn tặng quà cho mình nữa. Không biết nó đang nghĩ cái gì trong đầu vậy hả trời. Rồi nhìn lại quần áo trên giường, tôi khẽ thở dài. Chẳng lẽ mình ra đi trong lặng lẽ như thế này ư? Đàn ông đúng là một lũ khốn nạn mà. Tôi nằm nghĩ mãi, cuối cùng tôi quyết định ở lại. Tôi phải ở lại để chọc điên Quang và Ngọc. Giờ tôi đi thì dễ dàng cho bọn họ quá. Tôi là người được Quang cưới hỏi đàng hoàng, chứ đâu phải là đồ vật mà thích mang về thì mang, vứt đi thì vứt. Tôi cũng có cái giá của tôi chứ. Tôi quyết định treo quần áo vào tủ và lên giường nằm. Quang gõ cửa. Cậu thu dọn quần áo xong chưa? Sao mà lâu thế? Tôi mở cửa ra trừng mắt nhìn anh ta. Thu dọn quần áo ư? Để làm gì vậy anh? Tôi tưởng cô thu quần áo để đi về nhà cô. Tôi nghe thấy thì cười nhạt. Anh buồn cười nhỉ? Tôi đã chuyển khẩu về đây rồi mà. Nhà tôi ở đây thì tôi phải ở chứ sao tôi phải đi. Quang cẩn giọng đe dọa tôi. Cô đang nói cái gì thế hả? Tôi thản nhiên đáp trả. Anh mới bị điếc hay là bị điếc lâu rồi vậy? Tôi nói tôi ở đây. Còn nếu anh muốn đuổi tôi thì anh hãy nhớ, ngày trước trước bao nhiêu người nhà anh đi đón tôi về đây, thì bây giờ bấy nhiêu người đó đưa tôi về nhà tôi. Còn không thì anh đừng mơ. Anh hiểu ý tôi nói chứ? Cô điên thật rồi. Cô cố tình làm như vậy để ép tôi ư? Xin lỗi, cô nhầm rồi. Tôi đã không còn yêu cô nữa. Cô hãy đi đi. Tôi nhìn anh ta cười khẩy. Thế thì anh lại nhầm to rồi. Đối với tôi bây giờ, chồng thì là chồng, và không chồng thì thôi. Tôi cũng không có cần anh đâu. Anh nghĩ anh ngon lắm mà. Xin lỗi, ngoài kia còn có nhiều người ngon hơn anh nhiều. Bớt xàm lại đi anh ơi. Tôi nói cô ra khỏi nhà tôi cơ mà. Tại sao cô lại lì thế hả? Bố anh nói tôi chờ ông ta về rồi nói chuyện. Anh nên cầm mồm lại đi, đồ khốn nạn. Thở ra câu nào, thối câu đó. Quang tức sôi máu lên, nhưng không làm gì được tôi, vì tôi cứ nằm lì ở đó. Anh ta sang phòng gọi bà Ngọc sang. Bà Ngọc nhìn thấy tôi thì trợn mắt quát. Sao cô còn chưa đi hả? Cô muốn gì đây? Tôi điên máu quá, cầm con dao hoa quả tôi thủ sẵn ở trên đầu giường lên. Mấy người cút ngay. Đừng chọc tôi điên lên, cả tôi mất kiểm soát lên thì có người mất mạng đấy.
Ngọc vênh mặt lên. Trời ơi, ta sợ mày rồi. Mày hù dọa trẻ con đấy Hòa Huyền. Tôi biết bà ta không tin tôi dám làm thế, nên tôi lao vào túm váy của bà ta loa ra, cầm con dao rọc một phát, khiến váy của bà ta thủng và rách xoạc ra. Bà ta hoảng quá ngã ngửa ra phía sau. Quang thấy vậy còn giật mình hốt hoảng. Tôi chỉ còn dao gần mặt bà ta, tôi rít lên. Bà mà còn lại nhại nữa thì tôi sẽ rạch nát mặt bà ra đấy. Bà nghe rõ chưa hả? Ngọc im bặt không dám hé nửa lời. Tôi nghiến răng. Tôi đã không thèm nói gì rồi mà hai người còn không biết điều ư? Mau cút ra ngoài hết cho tôi, để cho tôi được yên. Quang nghe thấy thì vội vàng đỡ Ngọc ra ngoài. Tôi đóng chặt cửa lại rồi lên giường đi nằm. Tôi nằm khóc. Tôi đau khổ, tôi tiếc cho tình yêu mấy năm của tôi. Tôi không thể ngờ được Quang lại là người tệ bạc đến như vậy. Ngẩng mặt lên tôi nhìn thấy ảnh cưới của chúng tôi thì tôi lại càng đau lòng hơn. Tôi liền tháo ảnh cưới xuống đất và cầm con dao rạch nát hết. Rồi sau đó tôi mở cửa ra và ném ra ngoài rầm rầm. Những đồ kỷ niệm thời yêu nhau, cốc chén lọ hoa tôi cũng ném vỡ tất cả. Ngọc ngó ra nhìn thấy thế, cô ta bảo Quang. Anh ơi, ra mà xem kìa, nó đập hết đồ rồi đó anh. Quang vẫy Ngọc vào. Thôi vào đi, nó đang lên cơn điên đấy, thò mặt ra nó xiên chết bây giờ. Ngọc vội vàng đóng chặt cửa lại. Kinh quá anh ạ, nó hiền vậy mà em không nghĩ nó lại tức giận như vậy đâu. Thì ai cũng nói nó hiền, nhưng trong hoàn cảnh này nó hiền cũng không được mà. Ngọc hoang mang. Em cứ tưởng nó trên sao hòa xuống, ai ngờ cũng kinh phết nhở. Nhưng mà xác nó đi, làm gì mà có bằng chứng chứ. Em tiêu hủy hết rồi mà. Lão già kia sẽ tin em ngay thôi. Rồi đuổi cô ta đi, cô ta tuổi gì. Em sẽ khiến cô ta phải ra đi với hai bàn tay trắng luôn. Quang nghe vậy thì cũng khẽ gật đầu. Ừ, em làm thế nào thì làm, anh không muốn rắc rối đâu. Ngay từ đầu đã bảo em cẩn thận mà em lại không nghe, còn nghe máy của nó, để bây giờ đau đầu, mệt hết cả người. Ngọc thấy Quang tức giận thì nũng nịu. Thôi em xin lỗi mà, lần sau em sẽ cẩn thận hơn được chưa. Sau đó Quang và Ngọc ôm nhau ngủ như không có chuyện gì xảy ra. Cả đêm tôi không ngủ được. Tôi bê ảnh cưới và đồ chung của tôi và Quang xuống sân để thành một đống và châm lửa đốt. Lửa cháy bùng bùng luôn. Tôi lặng người nhìn đám lửa cháy rực. Tôi cảm thấy trái tim tôi như vỡ vụn. Thế là hết thật rồi. Liệu tôi có thể vượt qua được nỗi đau này không? Sáng sớm hôm sau, khi đã ôm nhau ngủ chán chê rồi, Ngọc với Quang dậy coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Ngọc đi xuống dưới bếp mở cái lồng bàn ra. Huyền chưa nấu gì cho Quang ăn để Quang đi làm à? Tôi nhếch mép. Tại sao tôi phải nấu cho Quang ăn? Tôi tưởng đó là việc của bà mà. Ngọc khẽ cười. Tôi đã nói rồi, nếu Huyền không làm được thì hãy dọn khỏi đây để người khác làm thay mà. Nhưng Huyền đã không dọn đi thì Huyền phải chấp nhận điều đó thôi. Huyền nghĩ tôi đang nói đùa sao? Tôi nhìn bà ta với ánh mắt khinh bỉ. Sao bà lại giống dơ bẩn như thế nhỉ? Bà không thấy bản thân đang rất dơ hay sao? Tôi ở đây không có nghĩa là tôi chấp nhận Quang và bà. Chồng bà ngu nên mới vậy. Còn tôi thì nhường cho bà đấy. Hai người đàn ông của cái gia đình này của bà tất. Bà cứ tưởng từ mà hưởng thụ đi. Thẳng bố rồi tới thẳng con. Đảm bảo bây giờ sẽ không có ai tranh giành gì với bà đâu. Mày nói vậy, sao mày không cút ra khỏi đây đi? Mày ở đây làm gì nữa hả? Tôi ở đây ư? Ở đây để xem bà sống vui vẻ như vậy được bao lâu thôi. Còn thằng Quang chồng tôi bây giờ nó đã chết rồi. Các người ở đó mà phục vụ nhau đi. Nói rồi tôi đi ra cửa. Ngọc nói vọng vào. Cô đi đâu thế hả? Tôi đi làm chứ còn đi đâu nữa. Yên tâm, tối tôi lại về. Từ bây giờ tôi sẽ để bà nhìn mặt tôi mỗi ngày cho bà đỡ tức nhé. Với lại tôi cũng không muốn nhìn thấy mặt bà nữa đâu. Không nhìn thấy mặt bà tôi lại không ngủ được mà. Thế rồi tôi dắt xe ra cổng đi làm. Còn bà Ngọc thì tức sôi máu nhưng cũng không làm gì được. Bà ta đá thúng đụng nia rồi tự rút chân vào gầm bàn ra một phát. Đau quá. Thấy Ngọc tập tễnh đi ra thì Quang hỏi. Có chuyện gì vậy Ngọc? Ngọc lập tức đổ vả. Con Huyền nó vừa gây sự với em đó ạ. Nó đạp vào chân em. Em đau quá. Anh mau nghĩ cách tống cổ nó ra khỏi nhà đi. Quang khẽ gật đầu. Anh biết rồi. Thôi anh đi làm đây. Mà em bảo thợ đến thay khóa. Mới đi. Để cô ta không vào nhà được. Dạ. Chiều tôi về thì cửa đã thay khóa. Tôi gọi thì Ngọc không thưa. Tôi nhìn cánh cửa cười. Các người nghĩ các người thay khóa mà tôi không vào được ư? Các người lại nhầm rồi. Tôi ra đầu ngõ ăn bắp phở cho ấm bụng.
rồi mua thêm nửa con gà luộc đi về. Tôi gửi xe máy bên nhà bác hàng xóm, rồi tôi trèo tường vào nhà. Tôi đi qua phòng ăn, thấy Ngọc đang bóc tôm đút cho Quang ăn. Tôi đi thẳng vào nói: "Ôi, tình cảm nhờ." Quang và Ngọc giật bắn cả người. Ngọc sợ làm rơi mất con tôm xuống đất, cô ta ấp úng: "Làm sao mà cô vào đây được hả?" "À, tôi bay vào đấy mà. Mà khóa cũng cũ rồi, chưa hỏng mà bà thay khóa mới làm gì cho tốn kém vậy. Khóa tử cũng mất vài củ nhỉ." Bà Ngọc mặt say sầm lại không nói gì. Tôi lấy nửa con gà luộc ra xe chấm gia vị ăn trước mặt bọn họ luôn. Tôi phải ăn để lấy sức để còn chiến đấu với họ nữa chứ. Lúc này tôi phải mạnh mẽ lên, nhất định tôi sẽ làm được. Mọi người vỗ tay ủng hộ tôi một cái đi. Ngọc và Quang nhìn tôi xé gà luộc ăn ngon lành thì có vẻ lo lắng. Ngọc cứ nhìn tôi chằm chằm rồi trợn mắt lên: "Bà nhìn gì thế? Chưa thấy ai ăn gà luộc bao giờ hả?" "Cô vẫn bình thường đấy chứ." "Bà nói vậy là ý gì?" "Tôi thấy cô không được bình thường." Tôi hiểu, hóa ra là bà tôi sợ tôi hóa điên có phải không? Tôi khẽ cười nhạt: "Bà sợ tôi như vậy nên hóa điên rồi có phải không?" Bà ta im lặng không nói gì, tôi liền nói: "Bà yên tâm đi, tôi vốn có tiền sử bệnh tâm thần từ nhỏ rồi, chứ không phải bây giờ mới bị như vậy đâu." Ngọc nghe thế vậy thì càng lo lắng hơn, cứ nhìn tôi liên tục. Tới lúc tôi ăn xong đứng dậy, bà ta bảo: "Ăn xong không rửa đĩa đi à?" Tôi quay người lại: "À, tôi quên mất, giờ đập đi thì đỡ phải rửa." Nói xong tôi ném cái đĩa xuống đất vỡ toang luôn. Ngọc và Quang lại bị một phen hú vía. Tôi phủi tay rồi quay đi: "Thế là được rồi nhỉ, tôi đi ngủ đây. Hai người đừng có làm ồn ào để tôi ngủ, kẻo tôi dậy tôi kiếm chuyện, là chơi cho vui nhà vui cửa đấy." Tôi đi lên phòng chốt cửa lại rồi đi nằm trên giường. Ngủ một giấc chưa bao giờ tôi thấy mình ngủ ngon đến thế. Sáng hôm sau tôi lại dậy, tôi trèo tường sang nhà bác hàng xóm lấy xe rồi đi làm. Đến chiều, cái Kim nó gọi tôi sang đón nó về. Tôi và Kim đến cổng thì cái cửa không được khóa, tôi ngạc nhiên: "Sao cửa lại mở thế này? Thế mà chị còn tưởng chúng ta phải trèo tường vào nữa đấy chứ." Cái Kim nó cười toe toét: "Chị ngầu hơn là em tưởng đó chị. Thôi, mình vào nhà đi." Tôi và Kim vào nhà thì thấy bố chồng tôi đang ngồi đợi ở phòng khách. Bà Ngọc thì đang nấu cơm, cứ một lát lại liếc nhìn bố tôi. "Dạ, con chào bố." "Ờ, hai chị em đã về rồi đấy à? Mau vào đây ngồi đi." Tôi hỏi Kim: "Chị tưởng bố tháng sau mới về cơ mà." Kim nói nhỏ vào tai tôi: "Vì em gửi cho bố xem mấy cái ảnh với đoạn video hai người khốn nạn kia nói chuyện với chị và đuổi chị đi, nên bố đã có mặt ở nhà. Bây giờ đó là món quà em tặng chị đó." Tôi gãi đầu mặt ngô ngô: "Em nói gì chị không hiểu gì hết luôn." "Chị không biết đâu, em gắn máy nghe lén khắp nhà đó, có cả camera ở phòng bà Ngọc nữa. Chị thấy em giỏi chưa?" Tôi gật gật: "Mà em làm khi nào mà nhanh vậy?" "Chị buồn cười thật đấy, em ở nhà cả năm rồi thiếu gì thời gian chứ. Em xin lỗi vì đã để chị phải thiệt thòi nhiều." Ngọc nấu cơm xong thì Quang cũng về tới. Nhìn thấy mọi người đông đủ thì Quang bắt đầu thấy lo. Anh ta chào: "Bố mới về à?" "Ừ, đủ mọi người rồi, gọi Ngọc lên đây nói chuyện một lát đi." Quang dường như đã ngửi thấy mùi nguy hiểm rồi, anh ta phủ đầu: "Có chuyện gì không ạ? Tại con hơi mệt." "Tôi nói nhanh thôi. Kim, ra gọi Ngọc lên đây." Kim cất tiếng gọi: "Bố tôi kính mời bà Ngọc lên nhà ngồi uống nước ạ." Bà Ngọc lý nhí: "À, ờ, mẹ lên ngay đây." Kim nhếch mép: "Bà lại là mẹ của tôi rồi à? Lúc thì bà làm mẹ của tôi, lúc thì bà làm chị dâu của tôi. Thế rốt cuộc bà làm mẹ tôi hay làm chị dâu tôi hả?" Ngọc vội nói: "Con nói cái gì lạ vậy? Mẹ là mẹ của con mà. Mẹ không hiểu con đang nói chuyện gì luôn." Kim chép miệng rồi bảo: "Thôi, mời bà lên nhà nói chuyện. Tôi mệt với bà quá rồi. Để xem lát nữa bà còn văn vờ được nữa không nhé. Quả báo của bà đến sớm hơn tôi tưởng đó, bà Ngọc ạ." Bà Ngọc sợ tái mặt rồi, nhưng vẫn cố tỏ vẻ bình tĩnh đi lên nhẹ nhàng nói: "Em nấu cơm chín rồi, anh với các con xuống ăn luôn cho nóng ạ." Tôi nhìn dáng vẻ lo sợ của bà ta thì tôi bật cười. Chồng bà ta đáng thương thật đấy, ánh mắt lấm lét sợ sệt, đứng mà người cứ run run. Bố chồng tôi cất tiếng bảo: "Giờ không ai còn tâm trạng để ăn cơm bà nấu cả. Bà ngồi xuống đi để tôi nói nhanh thôi. Quang, cũng ngồi xuống đi con." Quang và Ngọc ngồi xuống. "Con nghe đây, bố nói đi ạ." Bố chồng tôi uống một ngụm nước trà nóng rồi bình thản cất tiếng: "Thì ra Quang và Ngọc là tình cũ, chả trách giờ còn tình cảm với nhau.
Hai, bố đúng là tệ quá nhỉ. Đáng lẽ ra phải nhận ra điều đó sớm hơn, thì có lẽ mọi chuyện đã không tồi tệ như vậy. Nhưng không sao, bây giờ vẫn chưa muộn. Bố sẽ để con và Ngọc đến với nhau. Hai người đồng ý chứ? Quang cúi gầm mặt xuống vì xấu hổ, còn Ngọc thì chối cãi. Mình à, mình nói gì lạ vậy? Đúng là thời còn đi học em và Quang từng yêu nhau, nhưng đó là chuyện của quá khứ. Quá khứ đó đã qua lâu rồi mà, giờ em là vợ anh và mẹ của các con. Giờ chúng ta phải sống ở hiện tại và tương lai chứ ạ? Tôi nghe bà Ngọc nói mà lùng bùng lỗ tai. Sao bà ta có thể nói dối một cách dã man như vậy nhỉ? Nói dối mà không kịp lắp câu nào luôn mới kinh cơ chứ. Thật là bái phục mà. Bố chồng tôi nói như vậy là bố tôi đã có đủ bằng chứng. Rồi, nhưng Quang và Ngọc cứ một mực chối cãi. Kim Biên quá liền mở đoạn video mà nó cắt ở camera. Nó chiếu thẳng lên tường màn ảnh rộng cho tất cả cùng xem. Hình ảnh rõ nét và chân thực như đới mức, nhìn rõ cả sợi lông tơ luôn. Đến lúc đó Quang và Ngọc mới cúi đầu nhận lỗi. Và Ngọc cũng không thể ngờ được một đứa lù khù giả khắm, suốt ngày cắm đầu cắm cổ vào cái game như Kim, lại biết những trò tinh vi đến vậy. Ngọc ân hận vì đã quá coi thường Kim, để tới ngày hôm nay bà ta phải trả giá. Ngọc và Quang đã cúi đầu xuống để xin lỗi bố chồng tôi và mọi người. Bố chồng tôi thở dài. Ông Kim nén nỗi buồn rồi lại bảo: Hai người mau xin lỗi cái Huyền đi. Hai người quá tàn nhẫn với nó rồi đó. Quang và Ngọc cúi đầu xin lỗi tôi xong, Ngọc lại cúi đầu xin lỗi Kim vì đã xúc phạm phim rất nhiều lần. Sau đó bố chồng tôi đưa cho Quang 100 triệu và nói: Giờ con hãy đưa Ngọc đi khỏi đây. Hai người hãy đi lên thành phố khác rồi làm lại từ đầu đi. Có lẽ đó là cách duy nhất mà bố có thể làm cho con. Quang lắc đầu: Con không đi đâu hết. Giờ con biết đi đâu bây giờ ạ? Bố tôi khẽ cười. Đàn ông sức dài vai rộng, tự lập đâu mà chẳng được. Với lại nếu con không rời khỏi đây thì chúng ta không thể nhìn mặt nhau được nữa. Nên cách duy nhất là con và Ngọc hãy rời khỏi đây đi. Quang ngồi xuống, anh thấy ân hận vô cùng. Nhưng lúc này bố anh đã quyết định rồi thì anh làm sao có thể thay đổi được nữa chứ. Ngọc thì cứ ngồi ôm chân bố chồng tôi xin tha thứ. Bà ta khóc sưng cả mắt, nức nở cầu xin. Mình à, em xin mình mà, em sai rồi. Mình tha thứ cho em lần này đi. Sau này em sẽ không như vậy nữa. Mình ơi, em yêu mình mà. Tôi và Kim nhìn nhau kinh ngạc. Bà ta diễn còn đạt hơn cả diễn viên chính đóng phim luôn. Bố tôi đẩy bà Ngọc ra. Người có yêu là con trai tôi mà. Đáng lẽ ra cô phải nói ra sự thật với tôi ngay từ đầu, thì tôi đã không cưới cô rồi. Có lẽ bây giờ tôi đã không phải uất hận như thế này. Cô làm cả nhà tôi khổ sở vì cô. Cô đã thấy hài lòng chưa? Quang và Ngọc có diễn thế nào đi nữa thì bố chồng tôi cũng không đồng ý. Không còn cách nào khác, Quang và Ngọc bắt buộc phải dọn quần áo ra khỏi nhà. Vì muộn rồi nên Quang đưa Ngọc vào nhà nghỉ để ở tạm, ngày mai về xin tiếp. Bố hỏi tôi: Bố sẽ làm thủ tục giúp con. Con muốn ở đây hay là về nhà mẹ con? Dạ, con về nhà con thôi. Con cảm ơn bố ạ. Vậy thì bố sẽ chuyển khoản cho con một khoản tiền, coi như là quà bố tặng cho con. Tôi vội từ chối ngay. Không, con không nhận đâu. Con cảm ơn bố nhiều. Kim nó bảo tôi: Quà của bố cho thì chị cứ nhận đi. Chị không nhận em giận chị luôn đấy. Kim và bố nói mãi, tôi đành nhận lời để họ yên lòng. Vậy là đã hết thật rồi. Ngày hôm sau tôi chờ Kim đi phỏng vấn. Đi đường tôi động viên nó: Lần này cố gắng phỏng vấn thật tốt nhé. Nếu em làm tốt thì chị sẽ mời em một sáng ăn tháng, chịu không? Nhưng mà em ăn sườn nướng đấy, chị có đủ tiền mời không? Được rồi, em cứ làm tốt đi. Bao nhiêu tiền chị cũng ok hết nhé. Tại nhà nghỉ, Ngọc đang ngủ thì thấy Quang dậy. Anh dậy làm gì vậy? Anh dậy để đi về nhà xin lỗi bố anh đây. Ngọc nhăn mặt. Thế còn em thì sao? Anh tính bỏ em ở đây một mình sao? Quang thở dài. Giờ em cũng dậy rồi, mình về nhà em đi. Em nghĩ xem, bây giờ chúng ta thành ra như vậy rồi thì làm sao có thể ở bên nhau được nữa. Em làm ơn tỉnh táo giùm anh đi. Thấy Quang muốn bỏ mình lại thì Ngọc tức lắm, cô ta gắt lên. Sao bảo cố gắng của em thì anh lại đạp đổ tất cả? Anh sợ bố anh đến như vậy sao hả? Cô im đi. Nếu ra đi thì cô với tôi chết đói cả lũ à? Bố anh cho chúng ta 100 triệu mà, anh lo cái gì chứ? Quang cười nhạt. 100? Có đủ mua đất làm nhà không hả? Trong kỳ đó bố tôi có mấy mảnh đất liền. Nếu tôi không về, để bố tôi cho người khác à? Ngọc tỏ vẻ khó chịu. Vậy thì anh cho em theo với.
Bây giờ em không dám về nhà. Quang lạnh lùng, cất tiếng, không. Ngọc nghe thấy thì gào lên. Nói tóm lại, là anh muốn bỏ em có đúng không? Em về nhà em đi, chúng ta chấm dứt từ đây đi. Chúng ta đã quá sai trái nhiều rồi. Em còn định sai trái đến bao giờ nữa? Còn người thì phải có lòng tự trọng chứ. Nhưng vì em yêu anh, em cần anh thì em mới như vậy. Sao lúc đó anh cũng làm như thế, mà bây giờ mọi tội lỗi lại đổ hết lên đầu em như thế này? Quang thở dài. Vì cô có 5 lần 7 lượt gạ gẫm, nên mọi chuyện mới trở nên tồi tệ như vậy. Nếu ngay từ lúc đầu tôi tỉnh táo, thì có lẽ đã không tệ như vậy rồi. Thôi thì giờ đừng ai nấy đi đi. Ngọc nghe Quang nói vậy thì cô đau lòng lắm. Cô đã vứt bỏ tất cả để biến bên anh, vậy mà bây giờ anh lại đối xử với cô như vậy. Cô đã mất tất cả rồi. Quang hỏi cô lần cuối. Giờ cô có về nhà của cô luôn không? Ngọc cố gắng năn nỉ. Anh đừng bỏ em sợ lắm. Quang gạt tay Ngọc ra. Dám làm thì dám chịu, tôi về đây. Ngọc không giữ được Quang, cô liền lấy con dao hoa quả trong túi ra xòa. Nếu anh mà bỏ em đi, thì em sẽ chết cho anh xem. Quang cắt lên. Cô bị điên à? Suy nghĩ nông cạn như thế ư? Mau cất con dao và về nhà đi. Chúng ta không thể ở bên nhau được nữa đâu. Cô đừng cố chấp như vậy, rồi chỉ làm khổ nhau thêm thôi. Mọi người lại cười cho, ê mặt lắm. Nhưng Ngọc lắc đầu ngoài ngoài. Em không sợ người ta cười. Em yêu anh, em chỉ cần anh thôi. Nếu không có anh ở bên cạnh thì thà em chết còn hơn. Cô đúng là ẩu trĩ. Tôi không có gì để nói với cô nữa. Quang đi ra cửa thì Ngọc gào to lên. Ai mà bước ra khỏi cánh cửa đó thì em sẽ chết luôn cho anh xem. Em nói thật đó, không nói đùa đâu. Quang thở dài rồi thản nhiên đáp. Cô muốn làm gì thì làm, tôi không quan tâm nữa. Quang đi thẳng ra ngoài, Ngọc chạy theo. Hai người cứ sẵn qua lại. Ngọc vừa khóc vừa năn nỉ. Anh ơi, anh đừng bỏ em. Anh đừng bỏ em mà. Quang hất tay Ngọc ra rồi quát to. Cô đừng bám theo tôi nữa. Cô hãy mau về nhà cô đi. Hãy làm lại cuộc đời đi. Chúng ta đã sai lầm quá nhiều rồi. Giờ đến lúc làm lại cuộc đời rồi đấy. Cô có hiểu không hả? Ngọc ngồi bệt xuống đất nhìn Quang lạnh lùng bước đi. Trong lòng cô mang một nỗi uất hận trong lòng. Tôi chờ Kim phỏng vấn xong rồi đón Kim về luôn. Sao? Em phỏng vấn tốt chứ? Kim đáp lại tôi là một nụ cười tươi. Tất nhiên rồi, tất nhiên là tốt chứ. Sang đầu tháng em sẽ đi làm. Lần này em sẽ cố gắng làm việc thật tốt. Nhất định em sẽ làm được. Tôi nghe thấy vậy thì cũng vui lây. Vậy là tốt quá rồi. Bắt đầu từ sáng mai em dậy sớm, đi ăn sáng cùng với chị nghe chưa? Vâng, em biết rồi. Tôi và Kim về tới nhà thì thấy Quang đang ngồi trong phòng khách. Thấy tôi và Kim về, Quang hớn hở. Hai chị em đi đâu về thế? Tôi không nói gì, còn Kim thì nó bĩu môi. Anh còn về đây làm gì hả? À, người yêu của anh đâu rồi mà anh đi một mình vậy? Cô ta về nhà cô ta rồi. Kim à, anh trai của em biết lỗi rồi. Em nể tình anh trai từng nuôi em thời đi học mà bỏ qua cho anh trai có được không? Kim nó cười rất nhạt đáp. Anh vẫn là anh trai của em mà. Em có nói gì anh đâu. Với lại người cần anh xin lỗi là chị Huyền, chứ không phải là em. Quang gật đầu. Anh biết mà. Anh biết anh làm khổ chị Huyền quá nhiều rồi. Nên hôm nay anh về đây để chuộc lỗi với chị Huyền đây. Em có thể nói với chị Huyền giúp anh vài câu được không? Kim nó bĩu môi. Em chịu thôi. Anh tự làm thì tự chịu. Thế anh đã giải quyết xong xuôi với ả kia chưa? Mà anh đã quay về nhà vậy? Quang khẽ gật đầu. Anh giải quyết xong rồi. Ngày trước là cô ta dụ dỗ anh nên anh mới như vậy. Bây giờ anh đã ân hận lắm rồi. Quang cứ nhìn tôi với ánh mắt dò xét, xem thái độ của tôi như thế nào. Tôi thấy rất nực cười. Tôi cười rồi nói. Bát nước hất đổ đi thì làm sao lấy được hả anh? Đây là nhà của anh thì anh cứ ở lại. Còn tôi sẽ về nhà mẹ tôi. Chúng ta sẽ sớm gặp nhau ở tòa. Nói rồi tôi đi lên dọn quần áo thì Quang chạy lên. Anh ta nói mãi nhưng tôi đã quyết đi rồi. Anh ta sẽ không thể giữ lại được. Cuối cùng sợ tôi ra khỏi nhà, anh nói. Thôi anh xin em đừng đi mà. Em cứ ở lại đi đi. Anh sẽ đi khỏi đây. Em cứ ở lại đây đi, không thì bố anh sẽ trách anh đấy. Nói rồi Quang đi xuống nhà. Tôi ngó qua cửa sổ, thấy anh ta lái xe đi ra khỏi nhà rồi, nên tôi lại cất quần áo rồi đi xuống nhà với Kim. Quang đi rồi hả em? Dạ vâng, anh ấy đi rồi. Chị cứ suy nghĩ rồi quyết định đi nhé. Chị ấy nghe theo tiếng trái tim mình, xem mình muốn gì,
chứ đừng nghe ai. Dù thế nào thì em vẫn luôn ủng hộ chị. Ờ, chị cảm ơn em nhiều nha. Sáng hôm sau, tôi và Kim đi ăn sáng theo thỏa thuận lúc trước của tôi và Kim. Hai chị em vừa ra tới đầu ngõ thì Ngọc đã đứng chờ ở đó từ bao giờ rồi. Tôi nhìn thấy Ngọc, nhưng tôi lờ đi và đi thẳng thì Ngọc chặn đầu xe của tôi lại. Kim ngồi sau thấy vậy thì trợn mắt lên. Cái bà khốn nạn này, bà muốn gì nữa hả? Ngọc nhìn Kim cười. Kim chờ chút, Ngọc có chuyện riêng muốn nói với Huyền. Kim nó gạt tay Huyền ra, nó gắt lên. Chị Huyền không có gì để nói với bà cả, bà mau cút đi. Ngọc lôi tay Kim thấy vậy thì liền đẩy Ngọc ra. Tôi đã bảo bà cút đi rồi cơ mà, sao bà dơ thế nhỉ? Bà mau cút đi. Tôi thấy tình hình căng quá nên tôi liền bảo Kim. Thôi, để đấy chị nói chuyện với bà ấy, em cứ đứng yên ở đây nhé. Kim nó gắt lên. Em đã bảo không được mà, không có gì để nói với bà ta hết. Thôi, em cho chị một lát đi mà. Nói rồi tôi cùng Ngọc đi ra một chỗ. Ngọc lử mắt nhìn tôi. Quang về nhà rồi có phải không? Tôi thật thà trả lời. Hôm qua anh ta về rồi, nhưng lại đi rồi. Nghe tôi nói vậy thì Ngọc biến máu lên, cô ta rít lên. Tôi biết ngay mà, là cô gọi anh ấy về có phải không? Cô muốn trả thù tôi có phải không? À, thì ra là bà ta nghĩ tôi như vậy. Bà ta nhầm thật rồi. Tôi cười bảo bà ta. Bà nhầm rồi, anh ta tự mò về chứ tôi không hề gọi anh ta về. Nói thẳng cho bà biết, tôi và anh ta đã chấm hết rồi. Chúng tôi đang chờ gặp nhau ở tòa thôi, nên bà không cần phải lo lắng như vậy đâu. Tôi nói sự thật nhưng Ngọc không tin, cô ta cứ nghi ngờ. Cô nghĩ cô lừa được tôi à? Nếu cô không gọi anh ấy về thì anh ấy sẽ không bỏ lại tôi để về như vậy đâu. Ơ, thế anh ta bỏ bà rồi sao? Mới hôm qua hai người còn hạnh phúc lắm cơ mà. Sao mà quả báo lại đến sớm như vậy nhỉ? Tôi thấy bất ngờ quá đấy. Ngọc gào lên. Còn khốn kiếp này, mày muốn chết à? Ngọc định lao vào tôi đánh tôi thì Kim đã đứng đằng sau từ bao giờ. Nó liền túm tóc Ngọc và ấn Ngọc xuống đất. Tôi đã bảo bà thế nào hả? Bà định đánh ai? Ngọc giãy lên rồi kêu gào ầm ĩ. Bỏ tao ra, sao mày dám đánh tao hả? Còn Kim nó không định đánh, nhưng mà Ngọc cứ gào lên. Nó điên quá, nó đã cho mấy phát vào mặt vào mũi, bầm dập máu me chảy be bét. Tôi hoảng quá vội vàng ngăn Kim lại. Em ơi, thôi đi mà, bình tĩnh lại đi em. Kim rít lên. Để em đập mắt mồm bà ta ra luôn, cái loại khốn nạn. Em đã để bà ta yên rồi mà còn gào cái mồm lên mới điên chứ. Này thì gào này, gào này. Kim nó hung dữ quá, tới lúc mọi người lôi nó ra được thì nó cũng đã đánh cho bà Ngọc tơi tả bầm dập. Sau đó công an phường tới và lôi chúng tôi lên phường viết bản tường trình. Kim bị phạt mấy triệu vì tội đánh người và gây mất trật tự công cộng. Mẹ của Ngọc cũng lên đón Ngọc về nhà. Kim bị phạt tiền nhưng nó vẫn rất vui lắm. Nó bảo đánh Ngọc tơi tả như vậy mới đáng, cho bà ta chừa cái tội vừa ăn cắp vừa la làng đi. Ngọc mặc dù bị đánh rất đau, nhưng bà ta không dám làm ầm ĩ hay ăn vạ Kim vì bà ấy sợ mọi người biết được sự thật, rồi bà biết giấu mặt vào đâu, nên bà chỉ lặng lặng đi theo mẹ về nhà. Sau một thời gian hòa giải, nhưng tôi quyết định không quay lại với Quang nữa. Vì tôi biết có hẳn gánh đi nữa, thì sau này tôi và Quang cũng sẽ không thể hạnh phúc như ban đầu được, nên ly hôn là giải pháp tốt nhất cho tất cả chúng tôi. Ly hôn xong, tôi về nhà mẹ ở. Quang ngại với bố nên thuê nhà trọ, ở chủ nhật được nghỉ nên mới về thăm nhà. Thấy Quang ở trọ một mình, Ngọc lân la lên muốn nối lại tình xưa với Quang, nhưng anh nhất quyết không đồng ý. Ngọc dùng mọi cách để Quang đồng ý, nhưng chỉ nhận lại là sự lạnh nhạt của Quang, vì Quang đã tỉnh ngộ ra và sẽ không bao giờ quay lại con đường sai lầm ấy nữa. Kim đi làm rất chịu khó, con bé đã dần dần thay đổi. Nó đã biết cách ăn mặc hơn, chăm chút bản thân hơn. Lúc rảnh, nó lại qua chỗ tôi chơi và bắt tôi đưa nó đi ăn. Nó bảo cứ tôi rảnh qua nhà nó với nó.